Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 476 mời anh đi cho. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy người đàn ông tóc húi cua khuôn mặt dữ tợn ngồi xuống, trong lòng đều khiếp sợ. Mời anh đi ra, chúng tôi không cần anh uống chung. Nguyễn Tú Cẩm bạo gan nói. Người đẹp, hai người các em không có ai ngồi chung, khẳng định rất cô đơn, để tôi ngồi cùng các em lại có làm sao? Người đàn ông tóc húi cua nói. Mời anh lập tức đi ra, chúng tôi không cô đơn, cũng không cần anh tới ngồi chung. Chu Nhược Mai lạnh lùng nói. Hai người các em đều là người đẹp tuyệt trần xuất hiện ở tại trong quán bar, không có đàn ông ngồi chung, đó là chuyện rất nguy hiểm. Nếu để tôi ngồi cạnh hai em, cam đoan sẽ không có ai dám tới quấy rầy các em. Người đàn ông tóc húi cua nói. Anh đã quấy rầy đến chúng tôi, hai chúng tôi chỉ muốn yên lặng uống rượu, không muốn bất kỳ người đàn ông nào tới quấy rầy, bao gồm cả anh. Chu Nhược Mai nói. Uống rượu có gì vui, vậy không nói chuyện nữa, chúng ta đi nhảy một bản đi. Người đàn ông tóc húi cua nói xong đã muốn kéo Chu Nhược Mai đi nhảy múa. Bốp, Chu Nhược Mai lập tức nổi giận, cô trực tiếp tát một cái lên mặt người đàn ông tóc húi cua. Cô thân là con gái của nhà họ Chu, tổng giám tập đoàn Dove Galaxy, tại sao có thể tùy tiện để một người đàn ông lôi kéo được? Đột nhiên người đàn ông tóc húi cua bị ăn một cái tát, gã ta lập tức ngớ ngẩn. Trong quán bar này, cho tới bây giờ không ai dám vô lễ với gã ta. Càng không có ai dám trực tiếp tát vào mặt mình. Mà bây giờ, thế mà gã ta lại bị một người phụ nữ tát vào mặt ngay trước mặt mọi người. Mặc dù bây giờ âm nhạc rất lớn, người khác không nghe thấy tiếng động, nhưng rất nhiều người đều thấy người đàn ông tóc húi cua bị Chu Nhược Mai tát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhiều người rối rít nhìn sang chỗ Chu Nhược Mai. Đám đàn em của người đàn ông tóc húi cua cũng rối rít đứng dậy đi đến chỗ của người đàn ông tóc húi cua. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai tát người đàn ông tóc húi cua trước mặt mọi người lập tức căng thẳng lên. Cô ấy biết nhất định lần này đã gây họa. Cô lại dám đánh tôi. Người đàn ông tóc húi cua lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt. Thật xin lỗi, tính tình bạn của tôi không tốt, bạn của tôi quá nóng nảy, mong anh đừng để trong lòng. Nguyễn Tú Cẩm vội vàng xin lỗi thay Chu Nhược Mai. Cô ấy biết người trong quán rượu đều có địa vị, người đàn ông tóc húi cua này dáng dấp hung hăng dữ tợn, to cao vạm vỡ. Và lại trên người còn có hình xăm, vừa nhìn đã biết không phải dạng người hiền lành gì. Cô ấy chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không thì phiền phức sẽ rất lớn. Đánh tôi mà chỉ nói một câu xin lỗi đã muốn xong việc ư. Người đàn ông tóc húi cua tức giận nói. Vậy anh còn muốn thế nào? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Tôi muốn hai người đi theo tôi uống rượu. Người đàn ông tóc húi cua nói, gã ta nghĩ như vậy, chỉ cần hai người đẹp uống rượu với mình, sau đó chuốc say hai người, mình sẽ có cơ hội. Nói không chừng, còn có thể một mũi tên trúng hai con chim. Anh đừng có nằm mơ, Tú Hằng, chúng ta đi. Chu Nhược Mai nói xong đã kéo Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, một đám đàn em của người đàn ông tóc húi cua đã đến gần đó, vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy tình huống này, lập tức bị dọa đến mặt mày thay đổi. Bởi vì trên người đám người này đều có hình xăm, vừa nhìn là biết người sống trong nghề. Và lại số lượng người không ít hơn 30 người. Người đàn ông tóc húi cua nhìn thấy đàn em của mình đã vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm mới nói, muốn đi à, không dễ như vậy đâu. Lúc này, một tên đàn em hỏi người đàn ông tóc húi cua, anh Dũng, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông tóc húi cua tên là Phó Dũng Tôn, danh xưng anh Dũng. Rất có thế lực ở vùng này, ngay cả chủ của quán bar này cũng phải cho gã ta mặt mũi. Người phụ nữ này đánh tao, chúng mày nói phải làm sao bây giờ? Phó Dũng Tôn nói. Ngay cả anh Dũng cũng dám đánh, thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nhất định phải uống rượu bồi tội với anh Dũng, không thì đừng hòng rời khỏi quán bar này. Không sai, đánh anh Dũng thì tương đương với đánh chúng tôi. Chúng tôi cũng mất mặt, nhất định phải uống rượu bồi tội. Đám đàn em rối rít nói ra. Nghe thấy không, coi như tôi muốn buông tha cho các người, đàn em của tôi cũng không đồng ý. Hy vọng các người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phó Dũng Tôn nói. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bị vây quanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc này, Chu Nhược Mai nhớ đến Lê Uy Long cỡ nào. Nếu Lê Uy Long làm tướng ba sao ở đây, anh sẽ dạy dỗ những tên lưu manh dám lớn lối như thế. Nhớ ngày đó lúc họp lớp,
Phách lối như Tần Bửu Lâm và Thái Triệu Quang cũng muốn ép mình uống rượu với bọn họ, Lệ Uy Long ra tay, hiện tại cỏ xanh trên mộ bọn họ cũng cao cả mét rồi nhỉ. Chỉ cần Lệ Uy Long ở đây, mặc kệ kẻ địch mạnh thế nào, anh cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là đúng lúc hiện tại Lệ Uy Long không ở đây. Thậm chí Nguyễn Tú Cẩm bắt đầu hối hận, tự trách ở trong lòng, cô ấy hối hận mình không nên dẫn Chu Nhược Mai đến quán ba chơi. Người đẹp gây họa, đạo lý này hẳn là trước kia cô ấy nên hiểu rõ mới đúng. Dạng người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Chu Nhược Mai xuất hiện ở quán ba vàng thau lẫn lộn thế này, 100% sẽ có phiền phức. Mà mình lại nghĩ đơn giản chỉ là đi ra uống chút rượu, nghe một chút âm nhạc, không sao cả. Trước kia mình nên nghĩ đến dạng phụ nữ nổi bật như Chu Nhược Mai, dù cho xuất hiện ở đâu, cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng đến rõ ràng, sáng đến lóa mắt, không thể nào không làm cho đàn ông chú ý. Thế nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Thế mà các người còn tỏ thái độ, cuối cùng có uống rượu với tôi không? Phó Dũng Tôn hỏi. Bởi vì lúc này một đám người vây quanh Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, người xung quanh cũng rối rít nhìn qua chờ xem trò hay. Trong quán bar, xuất hiện tình huống này rất là thường gặp, người xung quanh đã nhìn quen, chỉ là muốn nhìn xem kết thúc như thế nào. Mà lúc này, một người đẹp tuyệt thế dáng người cao gầy thẳng tắp, tư thế hiên ngang đi đến chỗ của Chu Nhược Mai. Người này chính là Hà Ngọc Lan nhận lệnh trà trộn vào quán bar bảo vệ Chu Nhược Mai. Chương 477 để xem các cô như nào. Hà Ngọc Lan đi từ sau lưng tới đám người của Phó Dũng Tôn, nhưng cô ấy cũng không vội vã ra tay mà bình tĩnh đứng sau. Vừa rồi cô ấy vẫn luôn quan sát tình huống bên Chu Nhược Mai, từ lúc Phó Dũng Tôn ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Mai là cô ấy đã thấy. Nhưng cô ấy không muốn ra tay nhanh như thế, mà muốn cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chân chính ý thức được nguy hiểm, khó mà thoát thân, mình mới đi giúp các cô giải quyết. Bởi vì cô ấy cảm thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chính là đồng đội heo đã gây họa, để các cô chịu chút thiệt thòi, cảm nhận một chút tuyệt vọng, sau đó tự mình ra tay cứu các cô. Không thì bọn họ cứ phụ trách gây chuyện, mình phụ trách giải quyết, sẽ làm hư bọn họ, mãi mãi cũng dậy không ngoan được. Bản thân mình nhận lệnh bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, chỉ cần không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, không bị đàn ông chiếm hời, sẽ không coi là không hoàn thành công việc. Hiện tại Lệ Uy Long và Thiên Thành lại không ở đây, không thể quá nuông chiều các cô. Hà Ngọc Lan có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Bởi vì cô ấy là phụ nữ đều sẽ có chút suy nghĩ ích kỷ, không rộng lượng giống đàn ông. Bởi vậy, hiện tại Hà Ngọc Lan đứng ở sau lưng đám người Phó Dũng Tôn cũng không vội vã ra tay. Dù sao Chu Nhược Mai cũng là vợ hộ soái, cô ấy cũng không dám quá bất cẩn, cho nên đi tới trước. Chỉ cần đứng ở sau lưng đám người này, một khi Chu Nhược Mai gặp nguy hiểm, mình có thể lập tức ra tay cứu giúp. Muốn chúng tôi uống rượu với anh đừng có mơ. Mau tránh ra, không thì tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ. Chu Nhược Mai nói, cô đánh người mà cô còn lươn lẹo à? Coi như cô gọi bảo vệ đến, tôi cũng không sợ. Phó Dũng Tôn nói, nếu như anh không đến trêu chọc tôi, còn nhất định phải lôi kéo tôi đi nhảy múa, anh bị đánh cũng là đáng đời. Chu Nhược Mai nói xong đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo vệ. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự dám gọi điện thoại cho bảo vệ à? Phó Dũng Tôn nhìn thấy Chu Nhược Mai thật sự lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho bảo vệ, gã ta lập tức bắt được cổ tay của cô, cướp lấy điện thoại di động trong tay cô. Mau buông tôi ra, trả điện thoại di động lại cho tôi. Chu Nhược Mai bị nắm cổ tay đến nỗi đau rát, cô hô lớn. Muốn lấy lại điện thoại, phải ngoan ngoãn đi uống rượu với tôi. Chỉ cần phục vụ tôi thoải mái, tất nhiên tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Phó Dũng Tôn vẫn nắm lấy cổ tay của Chu Nhược Mai không thả. Nguyễn Tú Cẩm thấy tình huống này đã bị dọa sợ. Xem ra lần này thật sự không cách nào thoát thân. Mau thả bản thân của tôi ra, không thì tôi sẽ liều mạng với các người. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai bị bắt, đương nhiên cô ấy không thể khoanh tay đứng nhìn mà hung hăng cảnh cáo nói. Liều mạng ư? Một cô gái yếu đuối như cô làm sao liều mạng với chúng tôi được? Cô nên hiểu rõ bản thân mình một chút đi. Phó Dũng Tôn khinh thường nói. Những cấp dưới kia cũng rối rít cười to nói. Ha ha, cô đến để tấu hài sao? Thật sự không biết tự lượng sức mình. Tôi hỏi cô này, cô lấy gì để liều mạng với chúng tôi đây? Cô định dùng cặp hung khí kia của mình à? Người đẹp, chúng ta có thể liều mạng trên giường một phen, há há. Ha ha, đúng. Đọ sức trên giường với cô,
đoán chừng tôi không kiên trì được 10 phút là tôi sẽ thua trận rồi. 10 phút, cậu không thấy bản thân chướng mắt à? Người đẹp cỡ này, 3 phút thôi là tôi phải tước vũ khí đầu hàng. Nguyễn Tú Cẩm nghe mấy tên lưu manh nói năng ộ uế này làm tức giận cực kỳ. Nhưng bây giờ bị vây ở quán bar, cô ấy chưa quen cuộc sống nơi đây, đưa mắt nhìn ai cũng không quen, cô ấy cũng không thể nào bắt bọn họ lại. Chương 478 buông họ ra. Mình là một cô gái yếu đuối, làm sao liều mạng đấu lại chục người bọn họ được đây? Cô ấy càng ngày càng hối hận, vốn định đến quán ba thư giãn một tí, khai phá linh cảm. Kết quả chẳng những hại mình, còn hại luôn cô bạn thân Chu Nhược Mai rơi vào hố lửa. Lúc đầu Chu Nhược Mai không muốn tới, là mình dụ dỗ cô tới, là mình đã hại cô. Hiện tại cô ấy hy vọng đám độc giả cầm dao 40 mét đến đòi mình đổi mới đến đây. Nếu như có một đám người đó đến hỗ trợ thì sợ gì những tên lưu manh này. Nhưng cô ấy cũng biết, chuyện này là chuyện không thể nào xuất hiện. Những độc giả kia chỉ nói đùa, bọn họ nói đã khiêng dao lớn trên đường vốn không thể nào là sự thật. Các cô không muốn uống rượu với tôi cũng được, trực tiếp đến phòng, chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn ở trong phòng. Phó Dũng Tôn cũng không bắt buộc các cô uống rượu với mình, dù sao mục đích cuối cùng sau khi uống rượu cũng là muốn đưa các cô vào phòng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nghe thấy Phó Dũng Tôn nói như vậy đã lập tức bị dọa sợ, không nghĩ tới vậy mà chuyện này lại phát triển đến mức độ này. Thế mà người đàn ông tóc húi cua lại trắng trợn muốn đưa mình đến trong phòng. Cứu mạng với! Cứu mạng với! Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy tình thế không ổn, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu khàn cả giọng. Lúc này tiếng âm nhạc vẫn còn đang vang lên, cũng không ngừng lại vì chút chuyện của Chu Nhược Mai. Người bên cạnh đều không nghe thấy cuộc trò chuyện của Phó Dũng Tôn và Chu Nhược Mai ở bên này. Coi như bọn họ biết cũng sẽ không có ai đứng ra xen vào chuyện của người khác. Lần này, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ở giữa đám người ồn ào, bọn họ có loại cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng hai người rơi vào tuyệt vọng. Đang lúc Phó Dũng Tôn muốn cưỡng ép kéo Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đi vào phòng bao, đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng, buông các cô ấy ra. Giọng nói này vang lên trực tiếp xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, truyền vào lỗ tai mỗi người. Mọi người nhất thời giật mình, rối rít quay đầu lại. Chỉ thấy một người đẹp tuyệt thế với hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang, mắt hạnh trợn lên, đằng đằng sát khí đứng ở sau lưng. Người phụ nữ này chính là Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan vẫn đứng ở sau lưng quan sát, nhìn thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bắt đầu nguy hiểm cũng bắt đầu tuyệt vọng, cô ấy đành phải ra tay. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy người đến lại là bạn chiến đấu của Lê Uy Long là Hà Ngọc Lan thì lập tức mừng rỡ. Ngọc Vinh, nhanh cứu chúng tôi. Chu Nhược Mai hét lên với Hà Ngọc Lan. Chị dâu đừng hoảng sợ, Ngọc Vinh sẽ cứu chị mà. Vốn là Hà Ngọc Lan nhận lệnh bảo vệ Chu Nhược Mai, không cứu cô vậy cứu ai đây? Mà Phó Dũng Tôn nhìn thấy lại tới một người đẹp tuyệt thế, lập tức hai mắt của gã ta tỏa sáng trêu chọc nói, nếu tôi không thả hai người bọn họ thì sao? Mặc dù gã ta thấy được vẻ giận dữ trên mặt Hà Ngọc Lan nhìn rất hung dữ, nhưng gã ta cũng không sợ cô ấy. Từ đầu đến cuối gã ta đều cảm thấy, mặc kệ bộ dáng phụ nữ hung dữ thế nào cũng đều là giả vờ, không đủ làm gã ta sợ. Chỉ cần dạy dỗ cô ấy một chút là sẽ biết nghe lời thôi. Nếu anh dám không thả, tôi cam đoan anh không thể ra khỏi quán bar này. Hà Ngọc Lan lạnh lùng nói. Chương 479 nói gì cơ? Cô em vừa nói cái gì, em nói lại xem. Mặc dù Phó Dũng Tôn đã nghe được những gì mà Hà Ngọc Lan nói, nhưng mà gã ta thật sự không dám tin vào tai của mình. Một người phụ nữ xinh đẹp thế này mà lại dám nói ra những lời điên cuồng và kiêu ngạo như vậy, gã ta lập tức hỏi lại một lần nữa. Tôi nói, nếu như anh dám không thả hai người bọn họ ra, tôi bảo đảm toàn bộ đám người các anh đều không thể bước chân ra khỏi quán bar này. Hà Ngọc Lan tăng cao âm lượng, lại lặp lại một lần nữa. Hà Ngọc Lan vừa dứt lời, Phó Dũng Tôn và toàn bộ đàn em của gã ta đều bật cười ầm ĩ. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Tôi sắp cười rụng răng rồi. Ha ha ha. Tôi sắp cười ra cơ bụng đây, ha ha ha. Để tôi cười thêm một lát nữa thôi, ha ha ha. Ha ha ha, tôi sắp cười ra nội thương rồi. Toàn bộ đám người Phó Dũng Tôn đều cười nắc nẻ như điên, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Một người phụ nữ mà lại dám mở miệng phun ra những câu ngông cuồng và kiêu ngạo đến mức này, tất nhiên làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười.
Đáng lẽ đám người bên mình mới là kẻ buông lời không để ba người phụ nữ này bước ra khỏi quán ba chứ, nhưng mà không ngờ đám người mình còn chưa có ai kịp nói ra, ngược lại cô nàng trước mắt lại dám ném ra một câu nói như một quả bom cười, tuyên bố để toàn bộ đám người bọn họ phải ở lại chỗ này. Lúc này Phó Dũng Tôn nín cười nói, tôi từng gặp rất nhiều người khoe khoang khoác lác, nhưng chưa thấy ai bốc phét được như em đấy. Cô em muốn làm chúng tôi chết vì buồn cười sao? Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã từng được chứng kiến thực lực của Hà Ngọc Lan rất nhiều lần, bây giờ lại thấy đám người Phó Dũng Tôn cả gan xem thường Hà Ngọc Lan như vậy, cũng biết đám người này sắp gặp họa lớn rồi. Trong trận chiến ở nhà hàng Đại Thành, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng đã nhìn thấy thực lực kinh người của Hà Ngọc Lan. Tôi khuyên các người đừng ép tôi ra tay, bây giờ lập tức ngoan ngoãn thả hai người bọn họ ra. Nếu không tôi sẽ đánh các người răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hà Ngọc Lan không muốn chuyện bé xé ra to cho nên quyết định trước hết lịch sự dùng lời lẽ thuyết phục đối phương, nếu không được mới ra tay, ít phiền phức một chút vẫn tốt hơn. Tốt nhất có thể không cần ra tay mà vẫn giải quyết được chuyện này. Ha ha ha, này người đẹp, em là đàn bà con gái mà mở miệng là khoe khoang khoác lác như vậy cũng không tốt đâu. Rốt cuộc tối nay ngọn gió nào đã thổi ba vị người đẹp đến đây vậy? Người đẹp à, bọn tôi không phải bị hù dọa lớn lên, mấy em mau tỉnh lại đi. Cầu xin em đấy, coi như muốn khoác lác cũng phải khoác lác mấy câu đáng tin một chút được không? Bọn đàn em lại ồn ào cười nói, rõ ràng bọn họ sẽ không tin tưởng lời Hà Ngọc Lan, đều cho là cô ấy đang khoe khoang khoác lác, dù sao đối với một người bình thường, lời nói của Hà Ngọc Lan thật sự rất khó tin, hầu hết những vị khách có mặt ở hiện trường cũng đều nghĩ như vậy thôi. Tôi thì ngược lại. Tôi muốn xem em sẽ làm sao đánh bọn tôi răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phó Dũng Tôn cũng không muốn nói nhảm với Hà Ngọc Lan nữa, gã ta chỉ muốn nhanh chóng bắt Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm vào phòng, sau đó dùng một mũi tên hạ hai con chim. Dù sao nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng đứng trước mặt mình, gã ta đã nôn nóng khó nhịn lắm rồi. Không phải tôi khoác lác, nói để các người răng rơi đầy đất cũng coi như nhẹ rồi. Nếu các người còn dám chọc giận tôi... Tôi nóng giận còn sẽ để cho các người không thấy được mặt trời ngày mai đấy. Hà Ngọc Lan thấy những người này cho là mình đang khoác lác, cô ấy cũng cảm thấy vô cùng nổi giận. Tại sao thời đại này nói thật mà chẳng có ai tin thế này? Chẳng lẽ cứ phải ép mình ra tay, đến khi nhìn thấy quan tài mới rơi nước mắt sao? Mọi người có mặt ở hiện trường đều toát cả mồ hôi, những lời này không phải khoác lác thì còn là cái gì nữa? Hơn nữa còn là những lời khoác lác khó tin. Không nhìn thấy được mặt trời ngày mai à? Em có thể buồn cười hơn chút nữa không? Ha ha ha, Phó Dũng Tôn lại cười to nói. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, các người nhanh chóng ngoan ngoãn thả hai người họ ra cho tôi, đừng ép tôi phải ra tay, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi cũng không biết khi tôi nổi giận, tôi sẽ đáng sợ đến mức nào đâu. Hà Ngọc Lan đã buông ra lời cảnh cáo cuối cùng. Em khoác lác ít đi một câu sẽ chết à? Tôi hỏi em, tại sao em phải cứu hai người bọn họ? Phó Dũng Tôn cũng muốn biết rõ quan hệ của Hà Ngọc Lan và hai người Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm nên mở miệng hỏi. Hai người bọn họ đều là bạn của tôi, các người biết điều thì nhanh chóng thả họ ra cho tôi. Hà Ngọc Lan nói. Hóa ra các em quen biết nhau. Đúng là người phân theo nhóm vật họp theo loài, người đẹp cũng chơi với người đẹp. Phó Dũng Tôn nói, bây giờ lại thêm một người đẹp thích khoe khoang khoác lác, tự động đưa tới cửa, tất nhiên gã ta không ngại mang cô ấy đi luôn. Nhưng mà gã ta cũng bắt đầu lo lắng, đối mặt với ba cô nàng vô cùng xinh đẹp, gã ta sợ là một mình gã ta cũng khó chịu nổi. Đúng vậy, bây giờ các người lập tức thả hai người bọn họ ra, tôi có thể tha chết cho các người. Hà Ngọc Lan cũng không muốn để lộ thực lực đáng sợ của mình ở một nơi tốt xấu lẫn lộn như quán ba, bởi vì hiện nay cô ấy cũng không muốn quá phách lối, không muốn làm các thế lực đặc thù chú ý, nếu có thể giải quyết nhẹ nhàng, khiêm tốn một chút cũng không có gì là sai. Em chắc là em không đùa với tôi chứ? Chẳng lẽ em không thấy là bên tôi có hơn 30 anh em hả? Phó Dũng Tôn cũng không muốn tùy tiện ra tay, để tránh chuyện bé xé ra to, đập nát đồ vật của quán ba cũng không tốt. Thân thể của Hà Ngọc Lan đang xoay trên không trung, tiện thế tiếp lấy điện thoại di động của Chu Nhược Mai vào tay. Lúc này Phó Dũng Tôn đã nặng nề té ngã trong sàn nhảy. Úi! Á! Trời ạ! Đám thanh niên nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót trong sàn nhảy lập tức giật mình hoảng sợ, la hét chói tai và rối rít bỏ chạy hỗn loạn khắp nơi. Đột nhiên bất ngờ xuất hiện biến cố làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hoảng sợ, âm nhạc trong sàn nhảy cũng lập tức im bặt.
Chương 480 dám thách thức cô. Ngoại trừ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, chẳng ai ngờ là Hà Ngọc Lan có thể dùng một cước đá bay một người. Tất cả những người ở đây nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Hà Ngọc Lan lại có thể bay lên không trung rồi dùng một chân đá bay một người đàn ông đều ngạc nhiên và sợ hãi đến há hốc miệng. Lúc này Hà Ngọc Lan đã từ không trung hạ xuống đất, còn Phó Dũng Tôn đã té lăn ra đất, không đứng dậy nổi nữa. Sau khi Hà Ngọc Lan đá bay Phó Dũng Tôn, Chu Nhược Mai cũng được giải thoát. Con đàn bà này lại dám đá anh Dũng, xông lên, nhanh đánh chết cô ta. Lúc này một tên đàn em của Phó Dũng Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng hô to. Mấy tên đàn em còn lại cũng lập tức tỉnh táo, rối rít xông về phía Hà Ngọc Lan. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm hoảng sợ, vội vã chạy về phía ghế lô của mình rồi núp vào. Hà Ngọc Lan thấy một đám người đang nhanh chóng vọt về phía mình, cô ấy lại nhảy lên, hai chân liên tục càn quét, đá vào đầu mấy tên xông lại gần. Á, úi, a. Mấy tên đàn em của Phó Dũng Tôn liên tục bị Hà Ngọc Lan đá trúng, rối rít kêu la thảm thiết và té bay ra ngoài. Hà Ngọc Lan đang cầm điện thoại di động của Chu Nhược Mai nên cô ấy vẫn luôn không tay ra mà chỉ dùng hai chân liên tục đá, liên tục càn quét trên không trung. Có khi vừa rơi xuống đất, cô ấy cũng sẽ chống một chân làm trụ và một chân khác tiếp tục đá, sau đó lại không ngừng nhảy lên và tung ra những cú đá về phía đầu của đối phương. Vô số răng văng lung tung trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Đôi chân cô ấy quá dẻo dai, có khi cô ấy dạng chân trên không trung rồi hai chân đá ra hai hướng, thỉnh thoảng lại rơi xuống đất. Thỉnh thoảng hai chân cô ấy lại rơi xuống đất trong tư thế hai chân dang rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu xuống. Động tác đánh nhau của Hà Ngọc Lan xinh đẹp và thành thạo, điêu luyện như đang khiêu vũ vậy. Mà màn biểu diễn xuất sắc của cô ấy làm những người vây xem ở hiện trường cũng không nhịn được phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Từ trước đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy một người đánh nhau nhẹ nhàng và đẹp mắt như vậy, còn đẹp hơn dáng múa của rất nhiều cô gái. Tối nay, Hà Ngọc Lan mặc một chiếc quần đen ôm sát người, có một số người đàn ông thấy cô ấy dùng một chân làm trụ còn một chân đá cao hoặc có khi hạ xuống trong tư thế hai chân dạng ra, đầu gối hơi khuỵu xuống, đều mong đợi đáy quần cô ấy đột nhiên rách toạc ra. Nhưng mà chất lượng quần của Hà Ngọc Lan lại rất tốt, nào có dễ dàng rách toạc như vậy. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy hai chân Hà Ngọc Lan mềm dẻo như vậy, đánh nhau mà thỉnh thoảng còn có thể đá cao đẹp mắt, còn có thể tiếp đất trong tư thế mở rộng chân, cả hai người đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Mặc dù hai người các cô cũng có thể thực hiện động tác này, nhưng mà động tác của hai người không thể tự nhiên và nhẹ nhàng như Hà Ngọc Lan. Tuy nhiên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan liên tục đá cao như vậy, cũng cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ bây giờ không thể đá cao là không thể đánh nhau sao? Thật ra thì Hà Ngọc Lan cũng không cố ý muốn thể hiện động tác này, chủ yếu là do chiến đấu cần làm vậy mà thôi. Bởi vì khi ở trên không trung dạng hai chân ra và đá về phía đối phương, khi thân thể rơi xuống đất thì khoảng cách từ thân thể đến mặt đất quá ngắn, không đủ để khép chân lại nên chỉ có thể giữ tư thế như cũ rồi rơi xuống đất thuận theo tự nhiên cho nên thường xuyên bày ra tư thế đó, cô ấy thật sự không cố ý khoe khoang tư thế đẹp mắt của mình. Á, á, á. Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên, đàn em của Phó Dũng Tôn liên tục bay ngược ra sau, đập nát đồ đạc trong quán bar của gã ta. Không có ai có thể ngờ rằng đôi chân vừa dài, vừa thẳng, vừa đẹp lại vô cùng hấp dẫn của Hà Ngọc Lan sẽ có lực sát thương mạnh mẽ như vậy. Chương 481 đã hối hận chưa? Dưới sự càn quét từ đôi chân thon dài vô địch của Hà Ngọc Lan, không tới 3 phút mà Phó Dũng Tôn và toàn bộ hơn 30 tên đàn em đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hơn nữa trong miệng liên tục vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Từ đầu đến cuối Hà Ngọc Lan chưa từng dùng đến nắm đấm dù chỉ một lần, cô chỉ dùng hai chân đá ngã hơn 30 tên đàn ông phía Phó Dũng Tôn ngã lăn ra đất. Lúc này tiếng nhạc ầm ĩ trong sàn nhảy đã ngừng hẳn từ lúc nào, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều có thể nghe rõ tiếng kêu la inh ỏi, gào khóc thảm thiết của đám người đang lăn lộn dưới mặt đất. Tên đàn ông đeo mắt kính đã bắt chuyện Hà Ngọc Lan lúc trước nhìn thấy sức chiến đấu của cô ấy khủng bố như vậy, lúc này vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng âm thầm vui mừng vì vừa rồi còn may là mình vẫn chưa thực sự chọc giận người phụ nữ này, nếu không có lẽ bây giờ mình cũng như đám người kia, lăn lộn trên đất không đứng dậy nổi. Còn ai nữa, ai còn muốn đánh với tôi một trận? Nếu không phục thì cứ việc bò dậy rồi đánh một trận quyết định thắng bại, tôi đây tiếp hết. Hà Ngọc Lan đứng giữa một đám đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất và ném ra những lời nói vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.
Phó Dũng Tôn và đám đàn em của gã ta nhìn thấy Hà Ngọc Lan lợi hại như vậy, giờ phút này không dám hé răng nói thêm một lời, làm gì có ai muốn chịu thêm một trận đòn nữa chứ, đừng đùa. Lúc nãy tôi cũng nói rồi, nếu các người dám chọc giận tôi sẽ đánh cho các người răng rơi đầy đất, vậy mà các người vẫn một mực không tin, còn cho là tôi khoác lác, cứ ép tôi phải ra tay. Bây giờ hối hận chưa? Hà Ngọc Lan lại nói. Bây giờ Hà Ngọc Lan không dùng đến 3 phút đã đánh bọn họ đến nỗi răng rơi đầy đất, câu nói như khoác lác đã trở thành sự thật, trên sàn nhà đã đầy răng. Phó Dũng Tôn và đám đàn em của gã ta đều âm thầm hối hận sắp phát điên rồi. Nếu bọn họ sớm biết con mụ đàn bà này lợi hại như vậy, dù cho bọn họ thêm 100 lá gan nữa, bọn họ cũng không dám trêu chọc cô ấy, nhưng mà bây giờ bọn họ có ân hận thế nào cũng muộn rồi, thân thể đã no đòn, răng cũng đã rơi. Vừa rồi Phó Dũng Tôn bị Hà Ngọc Lan đá một cước, cả hàm răng đều rơi gần hết, ngay cả cằm cũng bị đá chật khớp, bây giờ không nhúc nhích được, ngay cả mở miệng nói cũng không làm được. Hà Ngọc Lan thấy không người nào dám đối địch với mình nữa, trả lại điện thoại di động cho Chu Nhược Mai sau đó nói, chị dâu. Chúng ta đi thôi. Ừ, được, Chu Nhược Mai lấy lại tinh thần, lập tức kéo Nguyễn Tú Cẩm, chuẩn bị đi theo Hà Ngọc Lan rời khỏi quán bar này. Mặc dù Chu Nhược Mai hơi ghen tị vì Hà Ngọc Lan động một chút là khoe khoang mấy tư thế đẹp mắt, nhưng trong lòng cô thật sự vô cùng biết ơn Hà Ngọc Lan. Nếu Hà Ngọc Lan không xuất hiện kịp thời, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ hai người các cô không tưởng tượng nổi hậu quả mà mình và Nguyễn Tú Cẩm gặp phải là gì nữa. Ngay khi Hà Ngọc Lan chuẩn bị dẫn Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm rời đi, một tên đầu chọc dẫn theo một đám đàn ông mặc đồng phục nhân viên an ninh đi về phía bọn họ. Dáng dấp tên đầu chọc này khôi ngô vạm vỡ, vẻ ngoài còn hung ác hơn Phó Dũng Tôn. Gã ta chính là Vương Tử Chiết, tên côn đồ đại ca cầm đầu đám côn đồ bảo kê quán ba này. Hơn nữa thật ra đám đàn ông đang mặc đồng phục nhân viên an ninh kia đều là dân liều mạng, toàn là côn đồ do ông chủ quán ba này nuôi dưỡng để làm những việc không thể để lộ ra ánh sáng. Ông ta để bọn họ phụ trách trông coi quán ba, chính là đề phòng có người đá quán gây chuyện. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy lại có thêm một đám người hung dữ đi tới, lập tức bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch, toàn thân run run sợ hãi. Mà Hà Ngọc Lan cũng hơi nhíu mày bởi vì cô ấy nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đám người này có hơn 100 người, hơn nữa toàn bộ đều là mấy kẻ không sợ chết. Cô dám đánh người trong quán bar của chúng tôi mà bây giờ muốn rời đi như vậy sao? Vương Tử Chiết đi tới trước mặt Hà Ngọc Lan và hỏi bằng giọng lạnh lùng. Vậy bây giờ ông muốn sao đây? Hà Ngọc Lan cũng hỏi một cách lạnh lùng. Quán bar cũng có quy củ của quán bar, cô đập nát đồ thì tất nhiên phải bồi thường. Vương Tử Chiết nói. Ông muốn tôi bồi thường bao nhiêu? Hà Ngọc Lan hỏi. Tính sơ qua thì chắc hẳn những thứ này cũng không ít hơn 1 tỷ 750 triệu đồng. Các cô cứ bồi thường cho tôi 1 tỷ 750 triệu đồng đi. Từ trang phục của Hà Ngọc Lan, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, Vương Tử Chiết có thể nhận thấy ba người đều rất giống con em nhà giàu, cho nên há miệng to như sư tử ngoạm, muốn vơ vét một khoản tiền lớn từ các cô. Chương 482 muốn ăn cướp. Ông nói gì cơ? 1 tỷ 750 triệu đồng á? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi? Hà Ngọc Lan nói. Các cô đều ăn mặc quần áo mắc tiền, còn đeo đồ trang sức quý giá như vậy mà không lẽ không thể lấy ra 1 tỷ 750 triệu đồng à? Vương Tử Chiết nói. Tôi có tiền nhưng mà rõ ràng là những thứ này không hề đáng giá 1 tỷ 750 triệu đồng, hơn nữa những vật này đều là do bọn họ đập bể. Nếu ông muốn đòi bồi thường, ông đi tìm bọn họ mà đòi. Hà Ngọc Lan nói. Tất nhiên cô có thể lấy ra 1 tỷ 750 triệu đồng, nhưng mà cô sẽ không dễ dàng đưa tiền cho đám người này. Sao bọn họ lại có thể đập bể mấy thứ này được chứ? Vương Tử Chiết hỏi. Không phải bọn họ, chẳng lẽ là tôi sao? Con mắt nào của ông nhìn thấy là tôi đập bể đồ đạc của quán bar? Rõ ràng là bọn họ bay ra rồi đập bể đám đồ xung quanh, liên quan gì đến tôi chứ? Hà Ngọc Lan nói. Nếu cô không đá bọn họ sẽ đập bể đồ sao? Nếu như không đền bù 1 tỷ 750 triệu đồng, mấy người các cô đừng hòng rời khỏi quán bar. Vương Tử Chiết nhìn thấy Hà Ngọc Lan lại dám giả mồm át lẽ phải, lập tức nổi giận. Chu Nhược Mai thấy Vương Tử Chiết nổi giận nên vội vàng nói, tôi bồi thường cho ông 1 tỷ 750 triệu đồng, lấy máy POS đến đây quẹt thẻ. Cô nhìn thấy bên phía Vương Tử Chiết có hơn 100 người, hơn nữa bọn họ là người bảo kê quán bar, chắc chắn có một ít quan hệ, Hà Ngọc Lan chỉ có một mình. Chưa chắc cô ấy có thể đánh thắng đám người này. Cho nên cô muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực phức tạp này một chút,
đành phải để cô đi thay người, sớm dàn xếp ổn thỏa. Bây giờ cô đã là tổng giám đốc của tập đoàn Galaxy, đối với cô 1 tỷ 750 triệu đồng chỉ là một con số, cũng không đáng là bao. Vương Tử Chiết nghe thấy Chu Nhược Mai đồng ý bồi thường, lập tức vui mừng nói với mấy tên đàn em, tranh thủ thời gian để nhân viên thu ngân mang máy POS đến đây. Nhanh lên! Nếu như có thể lừa gạt được khoản tiền này, chắc chắn gã ta cũng sẽ được thưởng. Chị dâu, từ từ đã, chỉ có quá nhiều tiền nên không có chỗ xài đúng không? Hà Ngọc Lan không hài lòng khi thấy Chu Nhược Mai lại đồng ý bồi thường tiền. Không phải, tôi chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì hoàn toàn không được xem là vấn đề. Chu Nhược Mai nói, chỉ có tiền thì có thể cho những người cần tiền mà không phải cho đám người này. Hà Ngọc Lan nói, tôi làm vậy cũng vì tốt cho cô mà, tôi lo cô sẽ bị bọn họ đánh chết hoặc tàn tật, cho nên tôi định bồi thường ít tiền cho họ để chuyện này lắng xuống. Chu Nhược Mai nói, chị đùa gì thế, làm sao tôi lại bị bọn họ đánh chết hoặc tàn tật được? Khoảng 100 tên còn con thế này có đáng là gì, tôi không để họ vào mắt, chị đừng lo. Hà Ngọc Lan nói, đối mặt với 100 người này, cô ấy đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần bọn họ không bao vây và tấn công cùng một lúc. Một mình cô ấy cũng có thể giải quyết toàn bộ bọn họ. Cô thật sự không định bồi thường tiền sao? Vương Tử Chiết nhìn thấy Hà Ngọc Lan ngăn cản Chu Nhược Mai bồi thường, gã ta lập tức nổi giận. Bồi cái gì mà bồi? Tôi đã nói rồi, những thứ này không phải do tôi đập, ông muốn đòi bồi thường thì cứ đi tìm bọn họ đi. Hà Ngọc Lan nói, cô đánh người mà lại còn không biết xấu hổ để người ta bồi thường tiền à? Nếu như cô không lập tức bồi thường 1 tỷ 750 triệu đồng, đợi đến lát nữa 1 tỷ 750 triệu đồng cũng không thể giải quyết chuyện này đâu. Vương Tử Chiết nói với vẻ mặt hung dữ. Tôi không bồi 1 tỷ 750 triệu đồng đấy, ông có thể làm gì tôi nào? Hà Ngọc Lan hỏi. Cô gây chuyện ở quán bar của chúng tôi, làm khách hàng của chúng tôi bị thương, tôi vẫn chưa tính toán hết số nợ này với cô. Tôi là người phụ trách an ninh ở hiện trường, tôi có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho bất cứ một vị khách nào vào đây tiêu phí. Vương Tử Chiết nói. Ha ha ha, ông nói hay lắm, nhưng vừa rồi hai người bạn này của tôi bị bọn họ ức hiếp, mạnh mẽ kéo đi mướn phòng, tại sao tôi không thấy các ông ra ngăn cản? Khi tôi bị mấy chục người bao vây và tấn công, tại sao tôi không thấy các người xông ra bảo đảm an toàn cho tôi? Chẳng lẽ chúng tôi không phải khách hàng vào đây tiêu phí à? Bây giờ tôi đánh bại bọn họ, ông lại vội vàng dẫn người ra lừa gạt tôi, đây là chuyện mà những người phụ trách an ninh như ông phải làm à? Hà Ngọc Lan nói. Vương Tử Chiết bị Hà Ngọc Lan mắng đến mức không có lời nào đáp trả. Chó ngoan không cản đường, không muốn chết thì cút nhanh cho tôi. Hà Ngọc Lan không muốn nói nhảm nhiều nữa, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng mang Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm rời đi. Lẽ nào lại có lý đó, sao cô lại dám mắng bọn tôi là chó? Từ khi bước vào xã hội đến nay, Vương Tử Chiết chưa bao giờ bị người nào khinh thường như vậy, bây giờ lại bị một người phụ nữ nhục nhã như thế này, gã ta lập tức vô cùng giận dữ. Thật ra ở trong mắt tôi, các người còn không bằng mấy con chó. Giọng điệu của Hà Ngọc Lan cực kỳ khinh thường. Cô quá kiêu căng ngạo mạn rồi, mặc dù cô rất giỏi đánh nhau, có thể lấy một địch 30, nhưng mà cô cũng không nhìn lại tình huống hiện nay mà xem, chúng tôi đang có bao nhiêu người. Đây là địa bàn của tôi lại có hơn 100 anh em, cô cho là cô có thể lấy một địch 100 sao? Vương Tử Chiết tức giận nói. Ông bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh liền đi. Hà Ngọc Lan biết là mặc kệ mình có nói gì, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, cô ấy cũng lười nói nhảm thêm nữa, chỉ có thể sử dụng thực lực để chứng minh tính chân thực trong lời nói của mình. Trận chiến này đã khó tránh khỏi, dựa vào lời nói trên chót lưỡi đầu môi cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm mà thôi. Các anh em, xông lên, trước hết cứ đánh cô ấy gần chết rồi nói sau. Vương Tử Chiết cũng không muốn nói nhảm, lập tức ra lệnh cho đám đàn em. Gã ta cũng không tin là bên mình có hơn 100 người mà ngay cả một người phụ nữ cũng không đánh thắng được. Đám côn đồ đang mặc đồng phục nhân viên an ninh lập tức cầm gậy sắt xông về phía Hà Ngọc Lan. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan và tên cầm đầu phía đối phương vừa có vũ khí vừa hợp lại bắt đầu chiến đấu, hai người đều bị dọa sợ, vội vã tránh ra xa để không kéo chân sau của Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan thấy đối phương xông lên, trên mặt vẫn không lộ vẻ sợ hãi. Trước hết cô ấy dùng một cú quét chân đá ngã toàn bộ đám người xông lên đầu tiên. Đám người xung phong phía trước không kịp đề phòng nên đều bị Hà Ngọc Lan quét bay, ngã đập mặt về phía trước,
té xuống đất trong tư thế chó gặm phân. Á, 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 mấy người té ngã trên đất, miệng vừa vặn đập trúng sàn nhà, lập tức từng tiếng kêu rên thảm thiết liên tục vang lên, lại có một đám răng rơi đầy mặt đất. Đám người này đều là mấy kẻ liều mạng, chắc chắn họ sẽ không lùi bước chỉ vì một lần bị đánh ngã. Người trước gục ngã, người sau tiến lên, lần lượt từng nhóm nhỏ xông về phía Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan tung người lên không trung, hai chân liên tục đá về phía đầu đối phương. Úi, á, á, tiếng kêu thảm thiết lại liên tục vang lên, một trận chiến lớn lấy một địch trăm chính thức kéo ra màn che. Chương 483 hai người lo lắng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan lấy một địch trăm như vậy cũng không khỏi lo lắng thay cô ấy. Mặc dù hai người đều từng được chứng kiến thực lực của Hà Ngọc Lan, cũng biết sức chiến đấu của cô ấy rất khủng bố, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy lấy một địch trăm, không biết cô ấy có thắng được không. Bởi vì quá căng thẳng, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm siết chặt tay nhau, lòng bàn tay hai người đều đổ đầy mồ hôi, hai người thật sự lo lắng thay Hà Ngọc Lan. Bây giờ an toàn của hai người các cô đều phụ thuộc vào Hà Ngọc Lan. Nếu Hà Ngọc Lan thắng, cả ba người đều có cơ hội an toàn rời khỏi nơi phức tạp này. Nếu Hà Ngọc Lan thất bại, vậy đúng là không may, chắc chắn các cô sẽ gặp nguy hiểm. Từ lúc nhìn thấy đám người Vương Tử Chiết tiến vào hiện trường, bao vây và tấn công Hà Ngọc Lan, Phó Dũng Tôn và đám đàn em của gã ta như lại bắt được hy vọng, bọn họ đang tròn mắt trông mong đám người Vương Tử Chiết có thể đánh chết hoặc đánh tàn phế Hà Ngọc Lan, trả thù thay bọn họ, giúp bọn họ xả cơn giận này. Nhưng mà lý tưởng luôn tốt đẹp còn thực tế lại rất tàn khốc. Chỉ thấy Hà Ngọc Lan liên tục tung người lên không trung. Đôi chân dài không ngừng càn quét đám đàn ông đang tấn công về phía mình, những kẻ bị Hà Ngọc Lan đá trúng đều rối rít kêu la thảm thiết rồi văng ra sau. Đối mặt với hơn 100 người bao vây và tấn công, Hà Ngọc Lan không hề hoang mang, hoảng hốt. Hiếm khi cô ấy đứng yên trên đất và tấn công, thân thể cô ấy liên tiếp bật lên, đạp lên bả vai hoặc đỉnh đầu đối phương rồi dùng chân đá, một loạt hành động yêu cầu thể lực, thân thể linh hoạt, và độ dẻo dai cao, nhưng mà bù lại hiệu quả rất cao. Mặc dù đám côn đồ đều cầm gậy sắt, nhưng bọn họ cũng không có cách nào làm bị thương Hà Ngọc Lan, cô ấy vẫn đang liên tục tung người trên không trung, quyền đấm cước đá về phía đỉnh đầu đám đàn em của Vương Tử Chiết. Đám người bị Hà Ngọc Lan đá bay, rơi xuống đất đập trúng Phó Dũng Tôn và đám đàn em của gã ta đang nằm dưới đất. Phó Dũng Tôn và đám đàn em của gã ta không những không thể nhìn thấy cảnh tượng Hà Ngọc Lan bị đánh tàn phế, mà ngược lại mình còn bị thương lần thứ hai, có người bị đập mạnh đến nỗi hộc máu. Có người bị trực tiếp bị đập ngất đi, tình trạng càng thảm thiết hơn lúc nãy nhiều lần. Bởi vì đám người này quá lộn xộn, Hà Ngọc Lan không thể vẫn luôn đạp lên bả vai hoặc đỉnh đầu của bọn họ, cũng có lúc giẫm trên mặt đất. Khi đánh nhau trên mặt đất, Hà Ngọc Lan phải dùng sức đấm đá liên tục. Đối mặt với nhiều người như vậy, cô ấy phải sử dụng cả tay lẫn chân để ứng phó chứ không thể không sử dụng nắm đấm như lúc đánh đám người Phó Dũng Tôn. Bởi vì sức chiến đấu của Hà Ngọc Lan thật sự vô cùng kinh khủng. Tốc độ ra chiêu quá nhanh, cho dù cô ấy ở trên mặt đất, đám người Vương Tử Chiết cũng khó thể làm cô ấy bị thương, chỉ có bị cô ấy đánh bay. Vương Tử Chiết thấy càng ngày đám người bên mình càng bị đánh gãy nhiều, càng ngày càng ít người còn sức chiến đấu, trên đầu cũng toát cả mồ hôi hột. Trong đầu âm thầm nghĩ, rốt cuộc con mụ đàn bà này là quái vật từ đâu ra vậy, sao cô ấy lại giỏi đánh đấm thế này? Thật ra thì sức chiến đấu của Hà Ngọc Lan cũng ngang ngửa với Thiên Thành. Năm đó cô ấy đã từng khiêu chiến Lệ Uy Long, Lệ Uy Long sợ thua sẽ mất uy danh của hộ soái, thuận tiện mượn cớ không muốn đọ sức với nữ cấp dưới, để Thiên Thành ra ứng chiến. Kết quả cô ấy và Thiên Thành không ai thắng ai, có thể xem là tay ngang. Trên chiến trường, đối mặt với kẻ địch được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh, cô ấy cũng có thể lấy một địch trăm. Bây giờ đối phó với đám người ô hợp này, cô ấy cũng thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Lại đánh nhau thêm một lúc nữa. Hà Ngọc Lan muốn đánh nhanh thắng nhanh nên nhanh chóng cướp lấy hai cây gậy sắt trong tay đám người đối phương, sau đó vung gậy sắt lên và liên tục tấn công. Trong nháy mắt, bóng dáng gậy sắt không ngừng lóe lên nhanh như chớp, càng ngày tiếng kêu la càng trở nên thảm thiết. Không dùng vũ khí thì cô ấy đã có thể đánh bay hầu hết kẻ địch, có vũ khí trong tay, sức chiến đấu của Hà Ngọc Lan càng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Đám côn đồ kia đều không thể thấy rõ Hà Ngọc Lan đánh như thế nào, bọn họ chỉ thấy bóng gậy chợt lóe lên. Sau đó mình lập tức bị đánh trúng, không có thời gian phản ứng. Tất cả những người bị gậy sắt của Hà Ngọc Lan đánh trúng đều bể đầu chảy máu, té xỉu trên đất, thê thảm không nỡ nhìn. Hà Ngọc Lan nghe theo mệnh lệnh bảo vệ Chu Nhược Mai, thật ra cô ấy có mang theo súng,
nhưng cô ấy không muốn dùng súng, tránh làm người thường hoang mang sợ hãi. Đối phó với đám người liều mạng này, cô ấy chỉ cần dùng gậy sắt đã dư sức, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Đám khách khứa đang vây xem tại hiện trường nhìn thấy Hà Ngọc Lan lấy một địch trăm mà vẫn không hề thua trận, toàn bộ đều âm thầm ngạc nhiên và sợ hãi, đồng thời bọn họ cũng hết sức kính trọng và ngưỡng mộ Hà Ngọc Lan. Người phụ nữ này không những có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, mà sức chiến đấu còn khủng bố như vậy, đây đúng là mẫu người kết hợp giữa nữ thần và chiến thần. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan càng đánh càng hăng, dần dần chiếm ưu thế, lúc này trái tim mới nhẹ nhàng buông lỏng một chút. Chỉ trong chốc lát, hơn 100 đàn em của Vương Tử Chiết cũng đã ngã xuống hơn một nửa. Vương Tử Chiết nhận thấy tình hình không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn toàn bộ người bên phía mình sẽ bị đánh ngã xuống, gã ta cảm thấy bây giờ đã đến lúc gã ta đích thân ra tay. Lúc này mà còn không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa? Nếu như bây giờ không ra tay, chờ thêm lát nữa toàn bộ anh em của mình đều bị đánh ngã, biến thành mình và Hà Ngọc Lan đấu tay đôi với nhau sao? Nói tới chuyện đấu tay đôi, bây giờ gã ta không chắc chắn là mình có thể đánh bại Hà Ngọc Lan, phải thừa dịp lúc này cô ấy còn bị nhiều người bao vây và tấn công. Gã ta mới có cơ hội lấy nhiều hiếp ít, chiếm được tiện nghi. Vì vậy gã ta lập tức nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất lên, âm thầm tiến lại gần, định đánh lén từ sau lưng. Gã ta vọt ra phía sau Hà Ngọc Lan rồi vung gậy sắt lên, mạnh mẽ đánh một gật về phía gáy Hà Ngọc Lan. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Vương Tử Chiết đánh lén phía sau Hà Ngọc Lan, lập tức hoảng sợ đến tái cả mặt, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng đã không còn kịp nữa. Nhưng mà Hà Ngọc Lan là ai chứ? Cô ấy chính là nữ chiến thần có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể đánh tay ngang với chiến tướng ba sao, nữ đội trưởng đội quân đặc nhiệm mà ngay cả hộ soái bảo vệ cũng không dám ứng chiến, sao cô ấy có thể bị ai đó dễ dàng đánh lén thế này được? Tính cảnh giác của Hà Ngọc Lan rất cao, giác quan thứ 6 cũng vô cùng nhạy bén, cô ấy đã nghe thấy tiếng gió sau lưng từ sớm rồi. Khi gậy sắt của Vương Tử Chiết từ trên đánh xuống, Hà Ngọc Lan đột nhiên xoay người lại. Dùng gậy sắt trong tay trái đỡ gậy sắt của Vương Tử Chiết, đồng thời gậy sắt trong tay phải cô ấy vung lên, một gậy rơi về phía đỉnh đầu của Vương Tử Chiết. Keng, binh, tiếng gậy sắt va vào nhau rất chói tai vang lên, gậy sắt trong tay phải của Hà Ngọc Lan đã đánh lên đỉnh đầu của Vương Tử Chiết, phát ra một tiếng vang nặng nề. Trong nháy mắt, thân thể Vương Tử Chiết cứng đờ, hai mắt trợn tròn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nghi ngờ và khó tin. Gã ta không thể ngờ đến tình huống này. Chính mắt thấy mình sắp thành công đánh lén, nhưng mà một giây tiếp theo mình lại ăn một gậy, mất sức chiến đấu. Máu tươi lập tức phun ra từ đỉnh đầu Vương Tử Chiết rồi chảy xuống đầy mặt gã ta. Dường như thời gian bị ngừng lại ở giây phút này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Hà Ngọc Lan và Vương Tử Chiết. Không thể nào, khó khăn lắm Vương Tử Chiết mới nói ra ba chữ này, sau đó hai chân lập tức mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất không còn biết gì. Còn mấy tên côn đồ kia nhìn thấy Vương Tử Chiết cũng bị Hà Ngọc Lan đánh ngã xuống đất, bây giờ đang nằm im bất tỉnh, không rõ sống chết, làm sao bọn họ còn dám ra tay với Hà Ngọc Lan. Bọn họ cũng đâu muốn chết. Còn ai nữa, còn ai không sợ chết thì cứ việc xông lên đây đi. Hà Ngọc Lan lại kiêu ngạo hung hăng hét lớn, mà dưới chân cô ấy là một đám côn đồ đang bò lổm ngổm trên đất như một đám chó. Chương 484 còn dám làm càn. Nghe Hà Ngọc Lan quát như vậy, đám côn đồ của Vương Tử Chiết còn chưa đấm xuống đã run bần bật. Lão đại của Vương Tử Chiết của bọn họ là tồn tại châu bò cỡ nào chứ? Kể từ khi trấn giữ tại quán Ba Hải Đường này, nhiều kẻ có ý đồ đến đã bị đập cho một trận, đều nằm bên ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua cảm giác giống đêm nay, bị người ta dùng một chiêu đánh bại. Ngay cả Vương Tử Chiết cũng không thể chống lại một chiêu của người phụ nữ này, bởi vậy có thể thấy được. Thực lực của người phụ nữ này khủng bố đến cỡ nào, quả thật chính là một con hổ cái xinh đẹp. Đối mặt với một con hổ cái hung dữ như vậy, còn ai dám tự tìm đường chết? Hà Ngọc Lan liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người run rẩy, nói với Chu Nhược Mai, chị dâu, chúng ta đi thôi. Được, Tú Hằng, chúng ta đi. Chu Nhược Mai đã muốn sớm rời khỏi cái nơi rắc rối này, lập tức kéo Nguyễn Tú Cẩm, đi theo Hà Ngọc Lan rời đi. Mau ngăn cản bọn họ lại. Lúc này, Vương Tử Chiết nằm trên mặt đất đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi gã ta bị Hà Ngọc Lan đánh vào đầu, ngã trên mặt đất liền hôn mê một chút, nhưng rất nhanh gã ta đã tỉnh lại. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan muốn đưa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đi, gã ta thật sự không nuốt trôi cơn tức này,
nhưng gã ta lại không đứng dậy nổi, cho nên gã ta muốn cho đàn em ngăn các cô ấy lại. Đám côn đồ này nghe thấy mệnh lệnh của Vương Tử Chiết, một đám bất chấp, giơ côn sắt lên, vây quanh Hà Ngọc Lan, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Hà Ngọc Lan thấy Vương Tử Chiết lại dám để đàn em ngăn cản mình, cô ấy phẫn nộ mà xoay người lại, hung hăng đạp một cước vào ngực của Vương Tử Chiết. Phốc, Vương Tử Chiết bị một cước của Hà Ngọc Lan dẫm lên ngực, tức khắc như bị một tảng đá ngàn cân đập xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Vương Tử Chiết lại bất tỉnh. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan dùng một cước làm Vương Tử Chiết ngất đi, bọn đàn em của gã ta đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tay cầm côn đang run rẩy kịch liệt. Hà Ngọc Lan, tôi muốn đi, ai có thể ngăn cản? Hà Ngọc Lan lạnh lùng nói, liếc nhìn đám côn đồ. Những tên côn đồ đó không tự chủ được mà lui lại phía sau mấy bước, không ai dám nói gì. Từ trong lời nói của Hà Ngọc Lan, họ cũng biết cô ấy tên là Hà Ngọc Lan. Tất nhiên, Hà Ngọc Lan tự báo tên, cũng không sợ bọn họ trả thù. Cô ấy chưa bao giờ sợ ai cả. Nhìn thấy những tên côn đồ này bị dọa lui, Hà Ngọc Lan đưa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm tiếp tục đi về phía trước. Hà Ngọc Lan đi đến đâu, đám côn đồ đều lùi lại phía sau. Chẳng những tay nắm côn sắt của bọn họ đang run rẩy, mà ngay cả hai chân cũng run run không ngừng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm kinh hồn bạt vía mà theo sau Hà Ngọc Lan, đi thẳng đến cửa quán bar. Những tên côn đồ đó chỉ có thể không ngừng nhường đường, trơ mắt nhìn Hà Ngọc Lan, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm rời đi, không dám ngăn cản nữa. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều sùng bái sát đất với Hà Ngọc Lan, một mình dẹp yên cả cái quán bar, lấy một thắng 100, mà không bị thương chút nào. Mặc dù trước đó Chu Nhược Mai có chút địch ý với Hà Ngọc Lan, có chút đề phòng cô ấy sẽ câu chồng của mình đi mất, nhưng lần này một mình Hà Ngọc Lan đến cứu mình và Nguyễn Tú Cẩm, cô đã có thiện cảm với Hà Ngọc Lan. Ra khỏi quán bar, Chu Nhược Mai hỏi Hà Ngọc Lan, Ngọc Vinh, tại sao cô lại xuất hiện trong quán bar? Tôi vâng lệnh của chồng cô, đến đây bảo vệ các cô. Hà Ngọc Lan nói. Chu Nhược Mai nghe Hà Ngọc Lan nói như vậy, cô cũng không thấy lạ. Vì chồng mình Lê Uy Long là một tướng ba sao, anh có thể ra lệnh cho Hà Ngọc Lan. Vậy làm sao mà cô biết được chúng tôi đến quán ba hải đường này? Chu Nhược Mai hỏi lại. Nếu đã tuân mệnh bảo vệ các cô, đương nhiên sẽ biết hành tung của các cô. Hà Ngọc Lan nhẹ nhàng bâng quơ nói, không muốn nói với Chu Nhược Mai rằng mình với Thiên Thành và 20 người bộ đội đặc nhiệm vẫn luôn canh giữ ở gần biệt thự Tinh Nguyệt, âm thầm bảo vệ cô. Chương 485 chồng cậu thật chu đáo. Dư Hân, chồng cậu suy nghĩ rất chu đáo nha, mình không có ở nhà cũng sắp xếp người bảo vệ chúng ta. Nguyễn Tú Cẩm nói, đúng vậy, nếu không phải anh ấy sắp xếp cho Ngọc Vinh bảo vệ chúng ta, đêm nay chúng ta đã không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Chu Nhược Mai nói, sao hai người các cô không ở yên trong nhà, chạy đến quán bar làm gì? Là chê tôi nhàn rỗi không có chuyện gì hả? Hà Ngọc Lan có chút bất mãn hỏi. Do tôi gọi Dư Hân đến quán bar. Nguyễn Tú Cẩm nói, tại sao cô lại dẫn Dư Hinh đến quán bar? Hà Ngọc Lan hỏi lại. Bởi vì đây tôi vẫn luôn ở trong nhà viết tiểu thuyết, thiếu linh cảm, không viết được đến đâu, muốn đi quán bar thả lỏng một chút. Nguyễn Tú Cẩm nói, cô không có linh cảm viết sách, có rất nhiều cách để thả lỏng, vì sao lại cứ chọn đến quán bar? Rốt cuộc Hà Ngọc Lan cũng biết được lý do tại sao Chu Nhược Mai đến quán bar, hóa ra là để cùng Nguyễn Tú Cẩm đến đây thư giãn. Ngoài việc đến quán bar thả lỏng, tôi không nghĩ ra cách khác, chẳng lẽ cô có thể giới thiệu cách khác hả? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Đương nhiên là có rất nhiều cách nha. Hà Ngọc Lan nói. Cách gì vậy? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Cô có thể kêu Dư Hân đánh bóng rổ nha, hoạt động thể dục thể thao một chút, chẳng lẽ không thể thư giãn sao? Trước biệt thự Tinh Nguyệt có sân bóng rổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh đấy, rất tiện nha, làm gì phải đến cái nơi phức tạp như quán bar. Hà Ngọc Lan nói. Ừ, ý kiến của cô cũng không tệ. Nghe cô nói như vậy, cô là cao thủ bóng rổ hả? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Nói nhảm, giống hai người các cô, một mình chọi hai, hơn nữa chỉ cần dùng một tay có thể ngược các cô như ngược chó. Hà Ngọc Lan nói. Lợi hại như vậy sao? Nhớ năm đó, tôi với Dư Hân còn học đại học, là cầu thủ của đội bóng rổ trường, cô đừng có xem thường chúng tôi, Nguyễn Tú Cẩm nói. Đội trường tính cái rắm gì? Không tin sau này các cô hỏi Lê Uy Long một chút, năm đó lúc còn trong bộ đội, anh ta cũng bị tôi úp mũ không ít lần. Hà Ngọc Lan nói, không phải cô đang khoác lác đó chứ. Lê Uy Long như nghiêu cao, một mã đại, hai cô cũng chụp mũ anh ấy được à.
Chu Nhược Mai cảm thấy lần này Hà Ngọc Lan thật sự khoác lác, làm sao con gái có thể chụp mũ con trai được. Một Ngưu Cao là tướng nhà Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến chống nước Kim và lập được nhiều công trạng. 2. Mã Đại Tự Bá Chiêm. Ông là một vị tướng của nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc ở Trung Quốc. Nếu các cô không tin, hôm nào rảnh, để một mình Lê Uy Long đấu với tôi cho các cô thấy. Hà Ngọc Lan nói. Được, chờ Lê Uy Long trở về, nhất định tôi sẽ để cho một mình anh ấy đấu với cô một trận, tôi không tin cô có thể chụp mũ của anh ấy được. Chu Nhược Mai nói. Lúc này, ba người đã đến bên cạnh chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai. Ngay khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị lên xe, đột nhiên ba chiếc Mercedes-Benz trên đường gầm thét mà đến, dừng lại sát bên cạnh chiếc Lamborghini. Hà Ngọc Lan đột nhiên cảnh giác lên. Còn Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bị ba chiếc xe đột ngột xuất hiện này dọa cho khiếp sợ. Lúc này, một nhóm người mặc đồ đen lần lượt lao xuống xe, ai nấy đều cầm súng. Thấy tình hình này, nhất thời trong lòng Hà Ngọc Lan cả kinh, người có thể mang theo súng tới, rất có khả năng kẻ gây bất lợi cho Chu Nhược Mai chính là phần tử đặc vụ của kẻ địch. Hà Ngọc Lan cũng nhanh chóng rút súng ra. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy những người này đều cầm súng trên tay, nhất thời sợ tới mức hồn bay phách lạc. Các cô đã trải qua rất nhiều lần bị bắt cóc, đều có dự cảm mình chắc chắn bị những người này bắt cóc rồi. Thật là mới ra miệng hổ thì lại vào hang sói. Chương 486 địch tới. Hà Ngọc Lan đoán không sai, những người áo đen này chính là phần tử đặc vụ của địch. Vừa rồi họ nhận được cuộc gọi từ người đặc công đội mũ lưỡi trai kia, biết vợ của Lê Uy Long là Chu Nhược Mai và bạn thân của cô đã đến quán Ba Hải Đường, bọn họ vội vã chạy đến ngay lập tức. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan cũng rút súng ra, họ biết chắc chắn là cô ấy được lệnh bảo vệ Chu Nhược Mai. Nếu không, những người thường sao sẽ có súng đây? Vì vậy, bọn họ không nói hai lời, lập tức bắn súng về phía Hà Ngọc Lan. Bằng bằng bằng. Một trận súng kịch liệt vang lên. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm sợ đến mức ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống. A a a a. Những người mặc đồ đen đó đều bị trúng đạn ngã xuống đất. Tiếng súng phát ra từ hai bên lối vào của quán bar. Khi những người mặc đồ đen này chuẩn bị bắn Hà Ngọc Lan, tiếng súng ở cả hai bên quán bar đã vang lên. Đúng vậy, Thiên Thành và những người bộ đội đặc nhiệm kia nổ súng. Thiên Thành đã sớm dự cảm được sẽ có đặc vụ đột kích, đã mai phục hai bên cửa của quán bar từ lâu. Đúng là vì biết có thể sẽ có đặc vụ của địch sẽ đột kích, cho nên Thiên Thành chỉ phái một mình Hà Ngọc Lan đi vào quán bar. Vào thời điểm quan trọng như thế, Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này sẽ không ngủ quên. Vừa nhìn thấy Hà Ngọc Lan đưa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ra khỏi quán bar, để không làm phiền Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, cho nên không đi ra nghênh đón các cô, mà tiếp tục ở lại tại chỗ. Bọn họ dự định chờ lúc Hà Ngọc Lan ngồi xe Chu Nhược Mai rời đi, lại theo dõi ở phía sau, âm thầm bảo vệ các cô. Kết quả là khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị lên xe, ba chiếc Mercedes-Benz đột nhiên chạy tới. Nhìn thấy ba chiếc Mercedes-Benz chạy như bay đến, Thiên Thành và những người khác ngay lập tức trở nên cảnh giác, hơn nữa đã rút súng để chuẩn bị cho ba chiếc Mercedes-Benz đang lao nhanh kia. Khi nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen lao ra từ ba chiếc Mercedes-Benz, hơn nữa trên tay mỗi người đều cầm súng, biết ngay bọn họ khẳng định là phần tử đặc vụ của địch, sẽ gây bất lợi cho Chu Nhược Mai. Nếu không, người thường ai lại mang súng? Cho dù không phải là đặc vụ của địch cũng là bọn bắt cóc tống tiền. Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này đều là những người sát phạt quyết đoán, quyết định rất nhanh bắn súng về phía bọn họ. Bởi vì bọn họ đều tuân mệnh hộ soái bảo vệ Lê Uy Long bảo vệ cho Chu Nhược Mai, chỉ cần gây bất lợi cho Chu Nhược Mai, mặc kệ là ai, đều có thể bắn. Tuyệt đối không chờ bọn nó bắn trước, sau đó mình mới bắn lại. Nếu không, tất cả đều không xoay chuyển được rồi. Đương nhiên, vừa rồi Hà Ngọc Lan cũng đã rút súng ra. Phản ứng của cô ấy cực kỳ nhanh, nổ súng trước nhóm người mặc đồ đen. Cô ấy bắn ba phát súng ở cự ly gần, giết chết ba người mặc đồ đen ở phía trước. Những người còn lại đã bị giết bởi Thiên Thành và những người khác. Bằng bằng bằng. Tiếng súng còn tiếp tục vang lên. Vì một số phần tử đặc vụ của địch chưa có xuống xe, còn ở trong xe. Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm này dùng hỏa lực phong tỏa bọn họ. Hà Ngọc Lan nhìn thấy đặc vụ của địch bước xuống xe đã bị bắn gục, mà Thiên Thành lại dùng hỏa lực phong tỏa phần tử đặc vụ của địch. Cô ấy một tay cầm súng, một tay kéo Chu Nhược Mai, nói, đi mau. Chu Nhược Mai bị Hà Ngọc Lan kéo đi,
Nguyễn Tú Cẩm không dám ở đây lâu nên sợ tới mức bỏ chạy. Hà Ngọc Lan dẫn Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đi, và Thiên Thành liền dẫn đầu nhóm bộ đội đặc nhiệm từ hai phía đánh lại đây. Đối mặt với hỏa lực công kích dày đặc, phần tử đặc vụ của địch tránh ở trên đường, hoàn toàn không có lực đánh trả. Kính thủy tinh của xe đã bị bắn vỡ từ sớm, viên đạn bay vào, người trong xe đều bị trúng đạn chết. Chương 487 chim sẻ núp phía sau. Bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp ở phía sau, những phần tử đặc vụ của địch quyết tâm muốn bắt Chu Nhược Mai để uy hiếp Lệ Uy Long, hoàn toàn không ngờ đến đám người Thiên Thành đã bày thiên la địa võng ở xung quanh, cho nên bọn họ thất bại. Trên đường phố xảy ra một cuộc đấu súng ác liệt, mọi người đi ngang qua sợ tới mức rời đi. Những khách hàng ở lối vào của quán bar cũng sợ tới mức đều chạy vào trong quán bar. Những người khách trong quán bar nghe thấy tiếng súng nổ, muốn chạy ra xem náo nhiệt nhưng không dám nên đành trốn vào quán. Những người qua đường, sau khi chạy ra xe, họ đều lấy di động ra, báo án với Cục Công an thành phố. Lúc này Ánh Hạ đã tan sở, nhưng cấp dưới trực ban nhận được báo án, biết tình hình nghiêm trọng, lập tức báo cáo tình hình lại với cô ấy. Biết được trước cửa quán Ba Hải Đường xảy ra trận bắn nhau kịch liệt, Ánh Hạ cũng không dám trì hoãn, lập tức triệu tập đội ngũ đi đến quán Ba Hải Đường. Thiên Thành dẫn bộ đội đặc nhiệm đánh đến gần đó, bắn thêm một phát đối với phần tử đặc vụ của địch đã bị thương còn chưa tắt thở, để tránh bọn họ đột nhiên bắn lén làm Chu Nhược Mai bị thương. Trong trận chiến này, không đến 2-3 phút, Thiên Thành đã tiêu diệt một nhóm phần tử đặc biệt của địch. Sau khi tiêu diệt hết toàn bộ phần tử đặc vụ của địch, Thiên Thành mới chạy đến trước mặt Chu Nhược Mai nói, chị dâu, Thiên Thành đến bảo vệ trễ, lại để cho chị bị dọa sợ, xin chị trách tội. Lúc này, cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều chưa hoàn hồn lại. Thiên Thành, sao anh lại ở đây? Chu Nhược Mai hỏi. Tôi được lệnh của anh Thiên, âm thầm bảo vệ chị. Thiên Thành nói. Hóa ra là Lệ Uy Long phái các người đến bảo vệ tôi nha. Chu Nhược Mai nói. Đúng vậy, anh Thiên ra ngoài, không yên lòng với chị, cho nên phái chúng tôi âm thầm bảo vệ chị. Thiên Thành nói. Anh ấy sẽ không lo lắng tôi ở bên ngoài, cho nên phái các người âm thầm theo dõi tôi. Chu Nhược Mai có phần nghi ngờ mình bị Lệ Uy Long phái người giám sát. Nói là âm thầm bảo vệ, thật ra là giám sát. Thiên Thành đổ mồ hôi đầm đìa, nói chị dâu, chị suy nghĩ nhiều rồi. Anh Thiên thật sự lo lắng lúc anh ấy không ở đây, có người sẽ gây bất lợi cho chị, cho nên mới phái chúng ta âm thầm bảo vệ chị, dù sao chị cũng đừng có hiểu lầm nha. Nghe anh nói vậy, tôi tin anh ấy. Cũng may đêm nay có các người âm thầm bảo vệ tôi, nếu không, tôi với Tú Hằng chắc xảy ra chuyện lớn, cảm ơn các anh. Chu Nhược Mai cũng biết vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu Lệ Uy Long không phái Hà Ngọc Lan và đám người Thiên Thành bí mật bảo vệ mình, đêm nay chắc chắn mình cùng với Nguyễn Tú Cẩm sẽ khó tránh tai vạ. Chị dâu không cần phải khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm. Thiên Thành nói. Bây giờ các người giết người bên đường có gặp phiền toán hay không? Chu Nhược Mai lại hỏi. Chuyện này không cần phải lo, tôi sẽ xử lý. Bây giờ đã không sao rồi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Thiên Thành lo lắng còn có phần tử đặc vụ của địch khác giết đến đây, cho nên muốn đưa Chu Nhược Mai rời đi trước. Được rồi, chúng ta đi mau. Đêm nay Chu Nhược Mai đã bị dọa sợ, không muốn ở đây lâu. Hà Ngọc Lan, cô lái xe đưa chị dâu và Nguyễn Tú Cẩm về, chúng tôi sẽ hộ tống ở bên cạnh. Thiên Thành biết Chu Nhược Mai sợ hãi và không thích hợp để lái xe, vì vậy anh ấy đã sắp xếp Hà Ngọc Lan lái xe cho các cô. Được, chúng ta lên xe đi. Hà Ngọc Lan nói với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lập tức đi theo Hà Ngọc Lan đi qua chiếc Lamborghini kia. Nhìn thấy những thi thể nằm trong vũng máu trên mặt đất, Chu Nhược Mai cũng không quá sợ hãi. Bởi vì cô đã trải qua rất nhiều chuyện, đã nhìn thấy rất nhiều xác chết. Cái chết thậm chí còn bi thảm hơn bây giờ, cô đã chứng kiến rất nhiều rồi. Cô biết rằng với tư cách là vợ của một tướng ba sao, sau này trường hợp này có thể sẽ xuất hiện không ngừng. Mình cần phải quen, phải thích ứng. Chờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lên xe, Hà Ngọc Lan lái Lamborghini đi. Thiên Thành và những bộ đội đặc nhiệm cũng lái xe đi theo, hộ tống Chu Nhược Mai về nhà. Trên đường trở về, Thiên Thành đoán bây giờ Lệ Uy Long hẳn là rảnh, anh ấy lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lệ Uy Long, chuẩn bị báo cáo tình hình với anh. Chương 488 chuyện gì? Lúc này, Lệ Uy Long vừa kịp tới sân bay của trụ sở chính khu vực chiến đấu phía nam thành phố, thấy Phạm Cường gọi điện thoại tới thì anh nghe máy ngay.
Có chuyện gì? Lê Uy Long hỏi. Anh Thiên, chị dâu với Nguyễn Tú Cẩm vừa đi tới quán Ba Hải Đường chơi, nhưng ở cửa quán Ba Hải Đường lại gặp phải kẻ thù tấn công. Phạm Cường nói. Hai người bọn họ không có chuyện gì làm lại chạy tới quán Ba làm gì? Lê Uy Long có chút tức giận hỏi. Bây giờ kẻ thù mạnh đang ở trước mặt, vợ mình lại chạy ra ngoài làm loạn thêm, đương nhiên là anh vô cùng tức giận rồi. Tôi cũng không biết, có thể là bởi vì chị dâu quá chán, muốn ra ngoài đi chơi một chút. Phạm Cường nói. Tình hình bây giờ như thế nào? Lê Uy Long lại hỏi. Bây giờ một nhóm đặc vụ của kẻ địch đã bị chúng ta đánh chết toàn bộ, chúng tôi đang trên đường đưa chị dâu trở về. Phạm Cường lại nói. Bọn họ không có việc gì là tốt rồi, lần sau đừng để cho bọn họ chạy lung tung. Lúc bọn họ đi tới cửa, các cậu nên chặn lại. Lê Uy Long nói. Được, nhưng mà, mới vừa rồi xảy ra một trận xả súng kịch liệt bên ngoài đường phố, hơn nữa thi thể của kẻ địch vẫn còn nằm ở đó, nhất định sẽ có người báo án cho hộ pháp. Không lâu nữa người của hộ pháp cũng sẽ tới, đến lúc đó điều tra ra, chúng ta sẽ không tránh khỏi việc sẽ gặp một chút phiền phức. Phạm Cường suy nghĩ rồi mới nói. Cái này không thành vấn đề, để tôi gọi điện cho cục trưởng Vu, để cho ông ta ra lệnh cho ánh hạ không tiếp tục điều tra là được. Lê Uy Long nói. Được, anh Thiên, anh trở lại làm gì? Phạm Cường hỏi. Bây giờ tôi tới trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía Nam, tối nay sắp xếp một chút, ngày mai tôi sẽ đi một chuyến trở về Đà Lạt. Lê Uy Long nói. Được, vậy thì chờ anh trở lại rồi nói tiếp. Phạm Cường nói. Ừ, tối nay tôi không ở nhà, nhất định các cậu phải bảo vệ Dư Hân thật tốt. Lê Uy Long nói. Dạ. Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long liền gọi điện thoại cho cục trưởng Vu. Lúc này cục trưởng Vu đã đi ngủ, nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, ông cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, thấy Lê Uy Long gọi tới, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó mới nghe điện thoại. Tổng chỉ huy Lê, muộn như vậy rồi còn gọi cho tôi có gì cần dặn dò sao? Cục trưởng Vu hỏi. Quân đội của tôi mới vừa rồi có đánh chết một nhóm đặc vụ của kẻ thù ở trước cửa quán Ba Hải Đường. Lê Uy Long nói. Tại sao, lại có nhóm đặc vụ của kẻ thù ở trong thành phố Đà Lạt sao? Cục trưởng Vu cực kỳ khiếp sợ. Đúng vậy, nhóm đặc vụ của kẻ thù kia có ý đồ muốn bắt giữ vợ tôi, đã bị quân đội của tôi đánh chết. Ông để cho ánh hạ không cần tra xét chuyện này nữa. Chỉ cần tới thu dọn thi thể là được. Lê Uy Long nói. Được, tôi lập tức truyền lệnh xuống, để ánh hạ không có tiếp tục điều tra chuyện này. Cục trưởng Vu nói. Sau khi cúp điện thoại xong, Lưu Hộ Soái lập tức gọi điện thoại ngay cho ánh hạ. Hiện tại ánh hạ đã đi tới hiện trường xảy ra vụ án, thấy thi thể đầy đất, cô ấy lập tức cho người phong tỏa hiện trường để chuẩn bị chụp hình. Lúc này, điện thoại di động của cô ấy đột nhiên vang lên, cô ấy lấy điện thoại ra nhìn một cái. Thấy người gọi tới lại là cục trưởng Vu. Vừa nhìn thấy là cục trưởng Vu gọi điện thoại tới, ánh hạ liền có cảm giác ông ta gọi điện tới là muốn ngăn mình phá án. Bởi vì mỗi lần có án mạng xảy ra, cục trưởng Vu cũng sẽ kịp thời gọi điện thoại tới. Cục trưởng Vu, đã muộn thế này còn gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Ánh hạ vừa nghe máy, lại hỏi. Giám đốc ánh hạ, không phải bây giờ cô đang ở cửa quán Ba Hải Đường xử lý án mạng đấy chứ? Cục trưởng Vu hỏi. Chương 489 cô chỉ cần nhặt xác thôi. Đúng vậy, thế nào? Ánh hạ hỏi. Cô không nên tra vụ án này, cô chỉ cần nhặt xác là được rồi. Cục trưởng Vu nói. Quả nhiên như ánh hạ dự đoán, cục trưởng Vu lại ngăn cản cô ấy điều tra. Tại sao? Ánh hạ không hiểu hỏi. Bởi vì người bị đánh chết đều là đặc nhiệm của kẻ địch, bọn họ chết chưa hết tội. Cục trưởng Vu nói. Gì chứ, những người này lại là đặc nhiệm của kẻ địch sao? Ánh hạ cực kỳ ngạc nhiên. Không sai, bọn họ chính là đặc nhiệm của kẻ địch. Trên tay bọn họ hẳn là đều có súng nhỉ? Cục trưởng Vu hỏi. Đúng vậy, trên tay đều có súng. Ánh hạ nói. Vậy là được rồi, nếu như không phải đặc nhiệm của kẻ địch, làm sao lại có súng? Cục trưởng Vu nói. Nếu bọn họ là đặc nhiệm của kẻ địch, hẳn là rất giỏi mới đúng, tại sao lại có thể dễ dàng bị đánh chết như thế? Ánh hạ hỏi. Bởi vì bọn họ gặp phải người giỏi hơn nên bị đánh chết cũng là rất bình thường. Cục trưởng Vu nói. Cuối cùng là ai đánh chết bọn họ thế? Ánh hạ lại hỏi. Chuyện này không cần cô lo, biết được càng ít càng tốt, cô chỉ cần nhặt xác là được rồi. Cục trưởng Vu nói. Ánh hạ đã im lặng cực kỳ, từ khi cô ấy đảm nhiệm chức giám đốc công an ở thành phố Đà Lạt đến nay, mỗi lần xảy ra án mạng, bản thân cũng không thể điều tra mà chỉ có thể phụ trách nhặt xác thay người nhà.
bản thân thân là giám đốc công an, lại biến thành đội trưởng đội chuyên môn nhặt xác. Nếu như ánh hạ biết Thiên Thành thân là tướng ba sao, hiện tại cũng chỉ làm vệ sĩ cho Chu Nhược Mai, nhất định tâm trạng của cô ấy sẽ cân bằng hơn rất nhiều. Cô nghe rõ ràng chưa? Cô chỉ được nhặt xác, đừng điều tra, đây là mệnh lệnh. Cục trưởng Vu nhìn thấy ánh hạ không trả lời còn nói thêm. Vâng, tôi đã nghe rõ, ánh hạ không dám chống lại mệnh lệnh cấp trên, chỉ có thể chấp nhận. Cô ấy đã quen với công việc nhặt xác này, nhưng cô ấy cũng rất tò mò với lực lượng thần bí giết người ở thành phố Đà Lạt, mà mình chỉ có thể đi nhặt xác giúp bọn họ. Cô ấy đã đoán được lực lượng thần bí này chính là đám người Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Chỉ là cô ấy không biết sau lưng của bọn họ, cuối cùng là ai có năng lực lớn như vậy, có thể làm cục trưởng Vu cũng không dám can thiệp. Đám người Thiên Thành và Hà Ngọc Lan hộ tống Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm về biệt thự Tinh Vân, sau đó lại tiếp tục mai phục xung quanh biệt thự, âm thầm bảo vệ các cô. Trải qua sự khiếp sợ đêm nay ở quán Ba Hải Đường, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng trung thực hơn, sau khi về đến nhà đã ngoan ngoãn tắm một cái rồi ngủ. Về phần những người bị Hà Ngọc Lan đánh bị thương ở quán Ba Hải Đường, vốn còn muốn tìm Hà Ngọc Lan báo thù. Nhưng biết được Hà Ngọc Lan vừa ra cửa quán ba đã đánh chết một đám lớn người mặc đồ đen, bọn họ đã hủy bỏ ý tưởng báo thù trong đầu. Hà Ngọc Lan này chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, ai còn dám tìm cô ấy trả thù chứ? Trừ phi là chán sống rồi. Lúc này, tại trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam. Bởi vì ba ngày sau sẽ phải tiến hành một cuộc quân diễn quy mô trên biển, hơn nữa cũng có thể sẽ khơi ra cuộc chiến. Thời gian đã vô cùng gấp gáp. Sau khi Lê Uy Long và hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt bước vào trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam đã lập tức triệu tập tướng lĩnh cao cấp của khu vực chiến đấu phía Nam nghiên cứu phương án diễn tập trong đêm cùng với chiến lược trong cuộc chiến. Chi nhánh trưởng khu vực chiến đấu phía Nam của thành phố Đà Lạt là Tạ Ngọc Hải cũng bị gọi đến trụ sở chính để cùng nhau bàn bạc phương án chiến lược. Chương 490 phương án đối phó. Mấy người Lê Uy Long, Trần Kiệt, Tạ Ngọc Hải và chúng tướng soái trải qua mấy giờ bàn bạc đã cho ra phương án diễn tập cùng với chiến lược đối phó với cuộc chiến. Lúc này đã đến 4 giờ sáng. Sau khi đám người tan họp thì nghỉ ngơi ngay tại khu vực chiến đấu. Ngày hôm sau, Lệ Uy Long trấn giữ trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam, anh bắt đầu bố trí quân diễn trên biển. Bởi vì nhóm chiến hạm ở biển Đông còn không thể đến khu biển Nam nhanh như thế được. Lệ Uy Long chỉ có thể để cho chiến hạm khu vực chiến đấu phía Nam đi đến gần vùng biển quốc tế để chuẩn bị tốt diễn tập. Hơn nữa Lệ Uy Long cũng để bộ ngành liên quan công bố ra ngoài, ngày kia sẽ tiến hành quân diễn trên biển quy mô lớn trong khu vực biển Nam. Nhóm thuyền không liên quan đừng đến gần, tránh bị thương vong. Tin tức này vừa ban ra, quốc tế xôn xao một trận. Bởi vì hôm qua nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã ban bố tiến hành một đợt quân diễn liên hợp trên biển quốc tế gần khu vực biển phía Nam của Long Quốc. Hôm nay Long Quốc lại tuyên bố cử hành quân diễn trên biển quy mô lớn cùng một ngày ở khu vực biển phía Nam. Không hề nghi ngờ, đây là một trận quân diễn trên biển đối chọi gay gắt, và lại địa điểm hai bên diễn tập đều ở rất gần. Diễn tập thế này, các quốc gia khác trên thế giới đều không phải kẻ ngu, bọn họ đều biết là tràn ngập mùi thuốc súng. Đạn pháo không có mắt, không cẩn thận sẽ xảy ra xung đột, từ đó gợi ra một cuộc chiến. Ngay cả người dân bình thường cũng có thể ngửi được mùi chiến tranh, ở khu vực bờ biển phía Nam của thành phố Đà Lạt, nếu như xảy ra chiến tranh thì thành phố Đà Lạt nhất định trở thành thành phố đầu tiên bị kẻ địch tấn công. Bầu trời của thành phố Đà Lạt lập tức giăng đầy mây đen chiến tranh, có người khủng hoảng, có người chờ mong. Chờ mong chiến hạm Đại Long Quốc có thể phát huy hết sức mạnh, bày ra được thực lực của Đại Long Quốc, dọa lui kẻ địch tới đánh. Đương nhiên người dân bình thường không biết lần này do Lê Uy Long đảm nhiệm vị trí tổng đốc quân diễn trên biển. Đây là chuyện bí mật, chỉ có nội bộ cấp cao của Long Quốc và tình báo bên kẻ địch biết. Danh tiếng của Lê Uy Long ở phía Tây là chiến đấu trên đất liền, anh cũng không tinh thông chiến đấu trên biển, đa số công việc đều giao cho hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt đi bố trí, sắp xếp và chỉ huy. Anh chỉ trấn giữ khu vực chiến đấu phía Nam, tạo nên tác dụng an thần, dùng uy danh của anh ổn định lòng quân và làm kẻ địch khiếp sợ. Thực tế diễn tập đều giao cho Trần Kiệt phó tổng đốc sắp xếp. Tạ Ngọc Hải là chiến tướng cao cấp khu vực chiến đấu phía Nam càng phải làm tốt công tác chuẩn bị bố trí cho cuộc chiến, các trụ sở tên lửa bí mật đã khóa chặt chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Chỉ cần vừa xảy ra xung đột, kẻ địch dám can đảm dẫn đầu khai hỏa là sẽ có các loại tên lửa bắn tới để tiêu diệt hai nhóm chiến hạm của đối phương trên biển. Thiên Thành,
Hà Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm thay phiên nghỉ ngơi tối hôm qua, bọn họ ở gần biệt thự Tinh Vân để bảo vệ Chu Nhược Mai cả một đêm. Một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau, sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm rời giường, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi vào biệt thự yêu cầu hôm nay Nguyễn Tú Cẩm đi cùng Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy. Bởi vì nếu như Nguyễn Tú Cẩm ở lại biệt thự, Thiên Thành còn phải chia người ra hai đường. Một đường đến tập đoàn Galaxy bảo vệ Chu Nhược Mai, một đường ở lại biệt thự bảo vệ Nguyễn Tú Cẩm. Lúc đầu số lượng người không đủ, chỉ 20 người, chia hai đường, chắc chắn không đủ. Cho nên chỉ có thể để Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai ở cùng nhau để tập trung bảo vệ. Mặc dù Nguyễn Tú Cẩm không phải người thân của Lê Uy Long, nhưng cô ấy là bạn thân của Chu Nhược Mai. Kẻ địch không thể ra tay với Chu Nhược Mai thì rất có thể sẽ ra tay với Nguyễn Tú Cẩm. Nếu như Nguyễn Tú Cẩm bị kẻ địch bắt đi, nhất định Chu Nhược Mai sẽ rất lo lắng, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu cô ấy, từ đó lại khiến Lê Uy Long bị uy hiếp. Lần trước cũng như thế, những tên lính đánh thuê kia không cách nào lừa mang Chu Nhược Mai đi, sau đó bọn chúng chuyển rời mục tiêu lừa gạt Nguyễn Tú Cẩm đến hang động ở núi Hổ Sơn, từ đó đạt được mục đích uy hiếp Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai bị uy hiếp, tương đương với Lê Uy Long bị uy hiếp. Đã có vết xe đổ, đương nhiên Thiên Thành sẽ không lại phạm vào cùng một sai lầm. Ngay trong thời kỳ nhạy cảm này không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhất định anh ấy phải bảo vệ cả Nguyễn Tú Cẩm. Nguyễn Tú Cẩm cũng không từ chối yêu cầu của Thiên Thành. Từ tối hôm qua xảy ra chuyện ở trong và ngoài cửa quán bar, cô ấy đã có dự cảm được tình huống hiện tại tương đối nghiêm trọng. Dù sao cô ấy viết tiểu thuyết, viết ở đâu cũng như thế, cô ấy mang laptop đến tập đoàn Galaxy là có thể gõ chữ. Thế là Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy, sau đó cô ấy ngồi gõ chữ tại văn phòng tổng giám đốc của Chu Nhược Mai. Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm ở xung quanh tập đoàn Galaxy đề phòng. Lúc 4 giờ chiều, Lê Uy Long quyết định về thành phố Đà Lạt một chuyến. Dù sao chuyện về quân diễn trên biển đều giao cho hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt tinh thông chiến đấu trên biển sắp xếp, anh không có chuyện gì làm, cho nên anh muốn về thành phố Đà Lạt thăm cô vợ Chu Nhược Mai. Một ngày không gặp cô tựa như cách ba thu vậy. Thành phố Bắc Giang và thành phố Đà Lạt liền nhau, chừng 2 giờ đi xe là có thể tới. Hiện tại cuộc chiến sắp đến, Lê Uy Long là hộ soái của Đại Long Quốc, lúc nào anh cũng có thể bị kẻ địch ám sát, hiện tại khởi hành cũng không thể phớt lờ. Lần này anh đi từ trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam về thành phố Đà Lạt có dẫn theo 100 tên vệ sĩ hộ tống trên đường. Bởi vì Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm đang nỗ lực bảo vệ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ở tập đoàn Galaxy nên hôm nay cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc tan việc, Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm lại hộ tống Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm về nhà. Lúc trở lại biệt thự Tinh Vân, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng không dám chạy loạn khắp nơi giống như tối hôm qua nữa. Nhưng ở tại biệt thự cũng không nói chuyện, hai người nhớ tới tối hôm qua Hà Ngọc Lan xem thường kỹ thuật bóng rổ của mình. Bọn họ dự định phân cao thấp với Hà Ngọc Lan ở sân bóng trước biệt thự. Hà Ngọc Lan, không phải tối hôm qua cô nói chỉ dùng một tay là có thể ngược hai chúng tôi như chó sao? Nói miệng không bằng chứng thì không ai tin, tôi và Tú Hằng muốn đánh một trận bóng rổ với cô để xem ai sẽ ngược ai như chó. Chu Nhược Mai nói, chương 491 chơi bóng. Quên đi, tôi không muốn ngược đãi các người, sợ rằng lại khiến các người bị ngược đãi đến mức hoài nghi cuộc sống. Hà Ngọc Lan nói, suy cho cùng, Chu Nhược Mai chính là vợ hộ soái, nếu khiến cho cô phát khóc, Lê Uy Long lại trách tội xuống thì chẳng hay ho chút nào. Ha ha, cô đừng có đánh giá thấp chúng tôi. Tuy rằng cô có thể chiến đấu tốt nhưng chúng ta đang đánh bóng chứ không phải đánh nhau, tôi không tin cô có thể lấy một chọi hai, đánh bại tôi và Dư Hân. Nguyễn Tú Cẩm nói, tôi nghĩ cô chỉ giỏi khoác lác, căn bản là không dám tham gia, nói cái gì mà chỉ cần một tay thôi cũng khiến chúng tôi thất bại thảm hại. Nếu cô đã dám lấy một chọi hai, chúng tôi sẽ cho cô biết tay. Nếu có bản lĩnh thì chơi với chúng tôi một ván xem, chẳng cần cô chơi một tay, dùng cả hai tay tôi cũng đánh thắng được cô. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, các cô đang tự bê đá bỏ chân mình rồi. Thua thì đừng có khóc đấy. Hà Ngọc Lan nhìn Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm chẳng biết trời cao đất rộng là gì, người ta đã gây sự, cô cũng cảm thấy có chút ngứa tay, muốn dạy cho bọn họ một bài học. Mở rộng tầm mắt xem một cao thủ thì như thế nào. Dù sao hiện tại cô cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, chơi cùng bọn họ một chút cũng không sao. Không, có việc gì phải khóc, đợi khi cô thua rồi thì đừng có nói chúng tôi nhiều người ăn hiếp một người. Chu Nhược Mai nói,
Đúng, cô thua rồi đừng có nói chúng tôi ăn hiếp kẻ yếu, mà là chính cô chọn lấy một chọi hai. Nguyễn Tú Cẩm nói theo. Khi còn học đại học, trong đội bóng rổ Chu Nhược Mai giữ vị trí tiền phong hàng ngoài, mà Nguyễn Tú Cẩm giữ vị trí hậu vệ dẫn bóng. Các cô nghĩ nhiều rồi, nói chuyện như thể mình nhất định sẽ chiến thắng vậy. Đối phó với hai người tôi chỉ cần một tay thôi cũng đủ. Hà Ngọc Lan nói. Cô đừng ảo tưởng, chúng ta đừng ở đây phí lời nữa, mau gặp mặt ở sân bóng đi. Vậy lấy bóng đi, thử phân cao thấp. Hà Ngọc Lan đáp lại. Đợi một chút, chúng ta phải thay quần áo thể thao và cả giày nữa. Đúng rồi, cô không có quần áo thể thao với giày đúng không? Bên trong chỗ tôi có mấy bộ quần áo và vài đôi giày, dáng người chúng ta cũng xem nhau, cô chọn lấy một bộ mặc vào đi. Chu Nhược Mai nói. Không cần phải phiền phức như thế, đánh thắng được các cô đã đủ vui vẻ thoải mái lắm rồi, còn thay quần áo giày dép làm gì? Các cô muốn thay thì mau thay đi, tôi không cần. Hà Ngọc Lan nói. Chu Nhược Mai thấy Hà Ngọc Lan đi một đôi giày chiến, lo rằng nhảy lên đánh bóng sẽ không tiện, lại nói thêm, nếu không thay quần áo thì thôi. Nhưng mà vẫn nên thay một đôi giày khác đi, tôi có một đôi giày mới mua chưa đi lần nào. Tặng cho cô đó. Đã nói là không cần rồi mà, chỉ là đánh một trận thôi mà, vài phút thôi là đã giải quyết được hai người rồi, không cần thay giày. Đánh bóng rổ quan trọng vẫn là kỹ thuật, không liên quan đến mấy thứ đó. Hà Ngọc Lan nói. Thiên Thành thấy Hà Ngọc Lan muốn chơi bóng cùng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thì cảnh cáo cô, Hà Ngọc Lan. Đợi chút cô có thể làm cho vợ hộ soái bị thương đó, lúc đấy cô không chịu trách nhiệm nổi đâu. Yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không làm các cô ấy bị thương. Hà Ngọc Lan nói. Tóm lại cô vẫn phải cẩn thận một chút. Còn nữa, cô vuốt mặt nể mũi, nếu làm cho bọn họ buồn bực đến phát khóc thì tôi sẽ hỏi tội cô đấy. Thiên Thành nhắc nhở. Chỉ là muốn chơi bóng với bọn họ thôi mà, sao lại phải nghiêm trọng đến thế? Là hai người đấy ép tôi phải ra tay đấy chứ. Không thể chỉ vì cô ấy là vợ của hộ soái mà phải chăm sóc từng chút một như thế chứ. Hà Ngọc Lan nói với giọng bất mãn. Tuy rằng là do bọn họ gây sự trước nhưng phải cho hai người đó chơi một trận vui vẻ, không thể thắng quá đậm, cô hiểu không? Thiên Thành nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi không thắng hết, tôi thắng sát nút được chưa? Hà Ngọc Lan cảm thấy mình đúng là gặp khó mà, ngay cả chơi bóng cũng không thể phát huy như bình thường, còn phải làm cho Chu Nhược Mai vui vẻ. Cô chịu thua không được sao? Thiên Thành hỏi. Không được, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường cho bọn họ để tôi thắng vào phút chót, không thể nhường thêm được nữa. Nếu muốn tôi chịu thua thì tôi thà không chơi cùng bọn họ nữa, làm như vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Hà Ngọc Lan quả quyết. Cô đã đồng ý chơi với hai người họ, nếu đột nhiên không chơi nữa, thì lại dập tắt sự hưng phấn của họ, nhất định cô phải chơi đấy. Thiên Thành nói. Đã thế thì khỏi phải nói nữa, tôi thắng sát nút. Bọn họ chịu thua. Hà Ngọc Lan nói. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy chứ? Thiên Thành có chút tức giận. Tôi cứng đầu như vậy đấy, các người đừng cố can thiệp vào trận đấu này nữa. Hà Ngọc Lan kiên quyết nói. Được rồi, mấy người chơi đi, tôi không xem nữa, tôi sẽ làm như không biết gì hết. Thiên Thành nói xong lập tức quay người rời đi, cùng với đội đặc nhiệm đề phòng khu vực xung quanh, bởi vì anh ấy không cần xem cũng biết kết quả rồi. Chỉ chốc lát sau. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã thay quần áo xong xuôi, hùng hùng hổ hổ bước ra. Hai người đều mặc một bộ quần áo thể thao Nike màu đỏ, dưới chân cũng đi một đôi giày chơi bóng của Nike, bao cổ tay, bao đầu gối đều được đeo đủ. Quả bóng rổ ở trên tay Chu Nhược Mai cũng là bóng của Nike. Chương 492 cô muốn đấu như nào? Mà Hà Ngọc Lan đã đứng sẵn trên sân bóng chờ một lúc lâu. Hà Ngọc Lan. Cô tính muốn thi với chúng tôi mấy ván? Chu Nhược Mai hỏi. Một ván năm hiệp đi, đánh một ván rồi phân thắng bại, thua rồi thì không được đòi tôi chơi thêm ván nữa. Hà Ngọc Lan đáp. Được, năm hiệp, Chu Nhược Mai nói. Vậy nhanh chóng bắt đầu thôi. Hà Ngọc Lan nói. Chờ một chút, trước tiên chúng ta khởi động làm nóng người đã, nếu không chút nữa rất dễ bị thương. Chu Nhược Mai nói. Các cô nhiều chuyện thật, vậy hai người mau khởi động đi. Hà Ngọc Lan có chút mất kiên nhẫn mà nói. Vì thế Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lại bắt đầu làm nóng người, vặn thắt lưng, ép chân các loại. Trong lúc đó Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy xung quanh không có đàn ông con trai thì mới làm động tác xoạc chân. Mà Hà Ngọc Lan ở bên cạnh có chút dở khóc dở cười, cuối cùng không biết cô gái này khiêu chiến mình đánh bóng rổ hay là muốn đấu môn xoạc chân. Hà Ngọc Lan nghĩ chính mình cũng nên vận động một chút, cũng ở giữa sân bóng xoạc chân.
lúc này một đoàn xe jeep chậm rãi tiến vào biệt thự Tinh Nguyệt. Thiên Thành và đội đặc nhiệm ở xung quanh biệt thự vừa nhìn đã thấy Lê Uy Long ngồi trong xe, biết được anh đã quay lại. Thiên Thành và đội đặc nhiệm lập tức cúi chào Lê Uy Long. Lê Uy Long thấy nhóm người của Thiên Thành, lập tức kêu tài xế dừng xe. Sau đó anh chậm rãi bước xuống xe. Thiên Thành lập tức tiến lên, nói, hộ soái, anh đã trở về rồi. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, gọi là anh Thiên thôi. Lê Uy Long nói. Dạ vâng, anh Thiên. Thiên Thành vội vàng sửa lại. Sư Hân đâu? Lê Uy Long hỏi. Chị dâu và Nguyễn Tú Cẩm đang ở sân bóng rổ, chuẩn bị thi đấu cùng với Hà Ngọc Lan. Thiên Thành nói. Hai cô ấy thế mà cũng chơi với Hà Ngọc Lan sao? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, không biết vì sao mà đột nhiên chị dâu và Nguyễn Tú Cẩm lại nổi hứng muốn khiêu chiến với Hà Ngọc Lan. Thiên Thành đáp. Các anh hãy ở xung quanh đây đề cao cảnh giác, không cần quấy rầy các cô ấy, tự tôi đến nhìn thử. Lê Uy Long nói với vệ sĩ bên cạnh. Rõ, vệ sĩ đáp. Sau đó, hơn 100 vệ sĩ cùng với nhóm người của Thiên Thành đề phòng xung quanh biệt thự Tinh Nguyệt. Còn lại một mình Lê Uy Long đi bộ vào. Đi đến trước cửa biệt thự, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Hà Ngọc Lan đang không ngừng đổi tư thế soạc chân, mặt anh bỗng nóng lên, chảy máu mũi. Trong lòng anh buồn bực cực kỳ, vừa rồi chẳng phải bảo rằng các cô gái đang thi đấu bóng rổ sao? Tại sao lại đi soạc chân hết thế này? Chương 493 tụi em đang làm gì vậy? Rốt cuộc tụi em đang làm gì vậy? Lê Uy Long không thể nhìn thẳng khi thấy ba người phụ nữ đang soạc chân, cuối cùng không thể chịu được hỏi. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Hà Ngọc Lan nghe tiếng Lê Uy Long thì đồng thời nhìn lên. Thấy Lê Uy Long đã trở lại, cả ba người đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng hạ chân xuống. À, tụi em đang vận động làm nóng người thôi. Lê Uy Long, anh về khi nào vậy? Chu Nhược Mai nói. Anh vừa mới về, đi ngang qua đây, tụi em tiếp tục đi. Lê Uy Long cảm thấy máu mũi mình đang chảy, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đợi đã, sao anh chảy máu mũi vậy? Chu Nhược Mai liếc nhìn mũi đang chảy máu của Lê Uy Long, vội vàng hỏi. Có hả? Lê Uy Long đưa tay lên lau mũi, sau đó thì thấy trên tay thật sự có máu. Anh xem lén tụi em soạc chân nên chảy máu mũi đúng không? Chu Nhược Mai nghi ngờ. Lê Uy Long đổ đầy mồ hôi, anh muốn nói một câu, biết là được rồi, sao lại nói ra vậy, thật xấu hổ mà. Ba người đẹp đang soạc chân ở trước mặt, một người đàn ông đang tràn đầy sinh lực như Lê Uy Long sao lại không chảy máu mũi được chứ? Chỉ là Lê Uy Long đâu có ngốc đâu mà tự nhận mình chảy máu mũi vì chuyện đó. Không phải, gần đây anh hay nóng trong người, nên cứ chảy máu cam hoài. Lê Uy Long nhanh chóng tìm một cái cớ. Được rồi, anh về đúng lúc lắm, không được đi nữa. Em với Tú Hằng muốn thách đấu bóng rổ với Ngọc Vinh, anh sẽ làm khán giả bên cạnh. Chu Nhược Mai nói. Sao anh phải làm khán giả? Lê Uy Long hỏi. Không có khán giả xem nên khi tụi em có thắng cũng không có ai chứng kiến. Nhàm chán lắm luôn á. Chu Nhược Mai nói. Được thôi, vậy tụi em nhanh chóng bắt đầu đi. Dù sao Lê Uy Long cũng không có việc gì để làm, nên anh đồng ý làm khán giả. Chiến hữu của anh là cô Hà Ngọc Lan đã thốt ra những lời ngông cuồng, nói rằng sẽ thách thức em và Tú Hằng, anh cược bên nào thắng? Chu Nhược Mai hỏi. Anh cược Hà Ngọc Lan thắng. Lê Uy Long nói không chút do dự. Hà Ngọc Lan nghe Lê Uy Long nói vậy, trên mặt cô ấy không giấu được vẻ đắc ý. Lê Uy Long thật sự tinh mắt quá đi. Anh có phải chồng em không vậy? Anh dám cược Hà Ngọc Lan thắng hả? Chu Nhược Mai cực kỳ tức giận. Lê Uy Long lại đổ mồ hôi, nói, anh nói thật mà, anh biết rõ người của anh. À không, biết rõ chiến hữu của anh. Phụt, người luôn lạnh lùng như Hà Ngọc Lan cũng không nhịn cười được. Tức quá mà, anh lại đi giúp người ngoài mà không giúp em. Em sẽ cho anh thấy em và Tú Hằng treo đồng đội anh lên đánh thế nào. Bọn em sẽ ngược đãi cô ấy như cún. Chu Nhược Mai tức giận nói. Được, anh chờ, Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai không muốn nói nhảm với Lê Uy Long nữa, nói thẳng với Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan, cô chỉ có một mình, vậy cô tấn công trước đi. Tôi mà chơi trước là các cô không được gì đâu, nên là các cô phát bóng trước đi. Hà Ngọc Lan nói. Quá kiêu ngạo, Tú Hằng, chúng ta phải thể hiện phong thái lúc còn ở trường học, dạy dỗ cô ấy thật nghiêm khắc. Chu Nhược Mai vừa đi đến đường ở giữa vừa nói. Được, tớ sẵn sàng rồi. Nguyễn Tú Cẩm nói. Hà Ngọc Lan, tụi tôi muốn bắt đầu, cô đã sẵn sàng chưa?
Chu Nhược Mai đứng ở đường giữa sân hỏi. Tôi chuẩn bị xong lâu rồi, bắt đầu đi. Hà Ngọc Lan đứng gần vạch ba điểm, lạnh nhạt nói. Chương 494 đấu nào. Bầu không khí chợt trở nên vô cùng hồi hộp, một trận đấu tay đôi sắp được bắt đầu rồi. Tú Hằng, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội kết hợp với nhau, cho cô ấy nếm mùi thua cuộc nào. Chu Nhược Mai nói xong đưa bóng cho Nguyễn Tú Cẩm. Sau khi Nguyễn Tú Cẩm bắt được bóng, cô ấy bắt đầu chuyền bóng về vạch ba điểm. Chu Nhược Mai thì chạy thật nhanh đến phía cái rổ, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hai người đều không tin Hà Ngọc Lan chỉ có một mình, làm sao cô ấy có thể phòng thủ được hai người chứ? Ngay cả việc chuyền bóng cũng có thể khiến cô ấy mệt chết khiếp rồi. Hà Ngọc Lan cũng không tiến lên cướp bóng của Nguyễn Tú Cẩm mà cô ấy đứng ở giữa Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai. Nguyễn Tú Cẩm cũng không vội đem bóng chuyền cho Chu Nhược Mai, bởi vì tối hôm qua ở quán ba cô ấy đã thấy khả năng nhảy của Hà Ngọc Lan, nên cô ấy lo lắng nếu cô ấy chuyền bóng cho Chu Nhược Mai thì bóng sẽ bị chặn lại bởi khả năng nhảy của Hà Ngọc Lan. Bởi vậy Nguyễn Tú Cẩm giơ bóng ra trước, di chuyển bóng sang ngang, rồi chuyển bóng ra sau lưng một chút để tìm kiếm cảm giác trước. Không thể không phủ nhận rằng năm đó Nguyễn Tú Cẩm là người có khả năng khống chế bóng giỏi nhất trong đội giáo viên của trường có khác, kỹ thuật lừa bóng của cô ấy rất thành thạo. Tuy nhiên, trong mắt của Hà Ngọc Lan, khi Nguyễn Tú Cẩm di chuyển quả bóng vẫn có một số sai sót. Cô ấy vốn có thể lao ra giành lấy quả bóng của Nguyễn Tú Cẩm ngay, nhưng cô ấy không làm như vậy bởi vì cô ấy vừa đồng ý với Thiên Thành là cô ấy sẽ giành chiến thắng trong gang tấc cơ mà. Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm đã vượt qua vạch ba điểm và đã đến gần phạm vi giới hạn ném bóng. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, cũng không lao lên phòng thủ, vì vậy cô ấy trực tiếp nhảy lên rồi ném bóng ở khu vực gần vạch ba điểm. Bóng đã được ném đi thẳng vào rổ rồi. Hà Ngọc Lan nhảy lên một cách tượng trưng, giả vờ rằng không thể với được đến bóng. Bù, bóng trực tiếp đi thẳng vào lưới. Kia, vào rồi. Chu Nhược Mai đứng ở dưới cái lưới nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm vừa ra tay đã ném bóng vào rồi nên cô hưng phấn khua tay múa chân loạn lên, chạy đến vỗ tay hoan nghênh chúc mừng với Nguyễn Tú Cẩm. Tú Hằng, cậu giỏi quá, tay nghề vẫn còn chưa kém đâu. Chu Nhược Mai vui vẻ nói. Đó là điều tất nhiên, thậm chí một người không hiểu về cách phòng thủ bóng mà lại dám nói lung tung, một người lại khiêu chiến hai chúng ta thì hoàn toàn chính là muốn bị ngược đãi mà. Nguyễn Tú Cẩm đắc ý mà vênh váo nói. Lúc này, Hà Ngọc Lan nhìn thấy Chu Nhược Mai với Nguyễn Tú Cẩm vừa mới ghi bàn mà đã vui vẻ đến như vậy rồi, cô ấy thầm nói, hai người đừng vui mừng quá sớm, tôi còn chưa thật sự bắt đầu đâu. Đúng là chỉ biết khoác lác, nhanh chóng tung bóng đi, đến phiên cô rồi đó. Chu Nhược Mai nói, Hà Ngọc Lan yên lặng cầm bóng và đi về phía đường biên giữa. Khi cô ấy vừa lừa bóng vào trong, hai người Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã kẹp sát phòng bị cô ấy. Cô ấy có thể vượt qua giữa hai người họ trong nháy mắt nhưng cô ấy lại cố tình để Chu Nhược Mai đem cắt đứt đường bóng của cô ấy xuống dưới. Cô ấy thực sự thấy việc này quá khó khăn mà, vì có nhiệm vụ của cấp trên giao cho nên cô ấy chỉ có thể thắng trong gang tấc, hơn nữa không thể thắng hoàn toàn mà phải làm cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm vui vẻ một chút mới được. Sau khi Chu Nhược Mai chặn mất đường bóng của Hà Ngọc Lan, cô liền trực tiếp dẫn bóng lao đến phía rổ và nhảy lên. Hà Ngọc Lan ở phía sau còn phải giả bộ liều mạng đuổi theo, nhưng cô ấy lại không thể đuổi kịp Chu Nhược Mai. Sau đó Chu Nhược Mai không hề trì hoãn mà ghi bàn trong nháy mắt. Ui ra, lại vào rồi, hai không Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai ghi bàn, cô ấy hưng phấn chạy đến với Chu Nhược Mai rồi hai người lại vỗ tay hoan nghênh ăn mừng, sau đó hai người còn ôm nhau thật chặt giống như đã thắng trận đấu hoàn toàn rồi vậy. Lệ Uy Long không hiểu tại sao, chuyện gì đang xảy ra với Hà Ngọc Lan vậy? Đây hoàn toàn không phải là năng lực thực sự của cô ấy. Anh cũng không biết rằng Hà Ngọc Lan đã thực hiện mệnh lệnh của cấp trên là chỉ có thể thắng trong gang tấc, phải để cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm dẫn trước vài bàn sau đó mới được phản công. Lệ Uy Long, chiến hữu của anh cũng kém quá đi, cô ấy không đỡ được một quả bóng như thế mà còn dám nói phóng đại. Nếu không anh cũng đi vào cùng với Hà Ngọc Lan đi, hai người một đội, còn em và Tú Hằng một đội, chúng ta hai đánh hai đi. Nếu không anh với cô ấy lại bảo chúng em lấy nhiều bắt nạt ít, như vậy lại không công bằng. Chu Nhược Mai nhìn Lệ Uy Long rồi nói. Chương 495 vừa rồi là tôi nhường thôi. Hà Ngọc Lan không nói nên lời khi nghe Chu Nhược Mai kiêu ngạo tới mức muốn để Lệ Uy Long gia nhập vào đội của cô ấy. Nếu để cho hai người họ hai quả bóng thì họ sẽ nhanh chóng bay lên như thế. Không đợi Lệ Uy Long trả lời,
Hà Ngọc Lan nhanh chóng lên tiếng, không cần phải để anh ấy gia nhập. Muốn đối phó với hai người thì một mình tôi cũng có thừa sức để chiến thắng đấy. Vừa rồi là tôi nhường hai người thôi. Ha ha, chết tới nơi mà vẫn còn sĩ diện. Nếu không phải cô muốn tìm thời cơ thì bây giờ mau phát bóng đi, đến phiên cô phát bóng rồi đấy. Chu Nhược Mai nói. Được thôi, bây giờ tôi sẽ chơi thật nghiêm túc. Hà Ngọc Lan cầm trái bóng lên, đi về phía giữa, lên tiếng nói. Phụt, ha ha, cô có thể đừng buồn cười như thế được không? Mở miệng thì bảo là sẽ chơi nghiêm túc, thế thì bây giờ cô mau chóng phát huy bản lĩnh thật sự của mình đi. Nguyễn Tú Cẩm cũng bị lời nói của Hà Ngọc Lan chọc cười. Hà Ngọc Lan không nói gì thêm, bắt đầu phát bóng tấn công. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng bắt đầu tiến lên phòng thủ. Hà Ngọc Lan bắt đầu thể hiện một chút thực lực của mình, chỉ dùng một tay phải giữ bóng, chưa bao giờ dùng tay trái dây bóng. Bởi vì cô ấy đã nói sẽ chỉ dùng một tay để đấu với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Những cao thủ chân chính so tài, nếu như chỉ dùng một tay để dây bóng, nếu không thể dây bóng bằng cả hai tay thì sẽ vô cùng nhàm chán, dễ dàng bị đối phương chặn đường cướp bóng. Thế nhưng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng không được gọi là cao thủ chân chính, chỉ có thể xem như một cao thủ bình thường. Vì thế, Hà Ngọc Lan chỉ cần dùng một tay dây bóng là hai cô gái đã cảm thấy khó khăn trong việc cướp bóng. Thế nhưng, bây giờ vẫn chưa phải lúc để biểu hiện tài năng thật sự của bản thân mình. Nếu muốn thắng trong gang tấc thì bây giờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng chỉ mới vào có hai quả, nếu bây giờ cô ấy phản công lại thì cũng sẽ không được tính là thắng trong gang tấc. Thế nhưng, cô ấy lại không muốn buông lỏng một cách quá rõ ràng, để tránh cho Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhận ra cô ấy đang buông lỏng. Vì thế, Hà Ngọc Lan không thể làm gì khác hơn là qua trái rồi lại qua phải. Khi thì nhoài người sang, khi thì quẹo sang trái, lúc thì lại quẹo sang phải, lúc nào cũng khiến mình không có cách nào đột phá. Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai phòng thủ vô cùng nghiêm túc, không ngừng chạy thật nhanh. Từ từ đuổi theo Hà Ngọc Lan, tiến hành phòng thủ từ hai bên. Đây là một trận đấu có thể khiến Lê Uy Long ngồi ở vị trí khán đài vô cùng mãn nhãn. Ba cô gái ở trong sân thi đấu đều là những mỹ nhân sắc nước hương trời, vóc người vô cùng tuyệt mỹ. Ba cặp vũ khí có sức sát thương lớn kia cũng nảy lên một cách mạnh mẽ khi các cô chạy băng băng trên sân. Mặc dù anh là một người đàn ông vô cùng đẹp trai thế nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường. Vì thế là một người đàn ông thì đương nhiên sẽ bị những thứ phong cảnh hữu tình này hấp dẫn. Những cặp vũ khí kia không ngừng lắc lư theo nhịp, khiến Lê Uy Long cảm thấy có chút hoa mắt. Lúc này anh mới phát hiện ra, hóa ra xem các cô gái chơi bóng cũng là một việc vô cùng thú vị. Hà Ngọc Lan, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm hoàn toàn không biết một người trông có vẻ chính trực như Lê Uy Long lại có ánh mắt không đứng đắn như thế, ba cô gái vẫn chiến đấu vô cùng hăng say. Hà Ngọc Lan cảm thấy đã đến kết thúc trận đấu. Lúc cô ấy nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm chuẩn bị ra tay cướp bóng, cô ấy cố ý chậm một nhịp để Nguyễn Tú Cẩm có thể cướp được bóng. Sau khi Nguyễn Tú Cẩm cướp được bóng, nhanh chóng chạy lên tấn công từ cánh phải. Hà Ngọc Lan hỉ có thể đuổi theo Nguyễn Tú Cẩm, bắt đầu tiến hành cản đường cô ấy. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan đang đuổi theo mình, cô ấy chẳng kịp nhìn gì cả, nhanh chóng trở tay đưa bóng từ phía sau lưng thảy vào rổ. Lúc này, Chu Nhược Mai nhanh chóng chạy thẳng tới vị trí rổ từ phía bên trái, đúng lúc nhận lấy trái bóng mà Nguyễn Tú Cẩm vừa truyền tới, nhảy ba bước sau đó nhanh chóng ném bóng vào rổ. Đây là sự ăn ý mà Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai có được sau nhiều năm chơi bóng với nhau, không cần nhìn cũng có thể đoán được đồng đội mình sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Nguyễn Tú Cẩm đã từng là một hậu vệ dẫn bóng xuất sắc nhất của đội bóng rổ nữ sinh trong trường, vì thế những kiến thức về trở mình chuyền bóng cơ bản này đương nhiên là cô nàng cũng có. Còn Chu Nhược Mai cũng là tiền phong hàng ngoài của đội, năng lực như phản công và ném bóng vào rổ cũng có thể nói là vô cùng mạnh. Hơn nữa cô còn đang đứng đối diện với rổ, bên cạnh đó còn không có ai phòng thủ, đương nhiên là cô có thể dễ dàng ném bóng vào rổ rồi. Sau khi Chu Nhược Mai ném bóng vào rổ, cô không thể nhịn được mà quay sang nhìn Lê Uy Long một cái. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của mình vì thế cô hy vọng nhận được sự tán thưởng của chồng. Lê Uy Long chỉ khẽ mỉm cười với Chu Dư Hiên, tỏ ý rằng anh đã nhìn thấy những biểu hiện xuất sắc của cô. Thế nhưng biểu cảm mà anh dành cho Hà Ngọc Lan càng lúc càng trở nên khó hiểu. Với tính cách mạnh mẽ như thế của Hà Ngọc Lan, hoàn toàn có thể nhận ra cô ấy đang cố ý nhường, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này. Không lẽ cái cô gái tên Hà Ngọc Lan này biết rằng Chu Nhược Mai là vợ của người đẹp trai như anh vì thế muốn lấy lòng cô sao? Thế nhưng,
cho dù có nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Hà Ngọc Lan làm thế là để lấy lòng người khác. Thật ra thì Hà Ngọc Lan có nỗi khổ riêng không thể nào nói ra được, chính là mệnh lệnh quân đội trong lòng cô ấy. Sỉ số là 3-0. Dư Hân, cậu đúng là lợi hại thật đấy. Nguyễn Tú Cẩm thấy Chu Nhược Mai đã ném bóng vào rổ thì vui mừng chạy tới ôm cô thật chặt. Của bóng này có một nửa công lao của cậu đấy. Cũng nhờ có sự trợ giúp kịp thời của cậu, đơn giản mà hết sức tuyệt vời. Chu Nhược Mai không dám giành công một mình vì thế nhanh chóng chuyển một nửa công lao sang cho Nguyễn Tú Cẩm. Hà Ngọc Lan thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lại ném được một quả banh vào rổ, hai người họ còn đang khen nhau, cô ấy suýt nữa đã không nhịn được cười. Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm quay sang nói với Hà Ngọc Lan, Hà Ngọc Lan, chỉ với một mình cô thì chắc chắn không thể nào đánh lại hai người chúng tôi đâu. Hay là bây giờ cô nhận thua luôn đi, chúng tôi không muốn để cô cảm thấy quá khó chịu đâu. Chương 496 vậy tiếp tục. Đúng thế đấy, nếu bây giờ cô nhận thua thì chúng tôi sẽ tha cho cô một mạng. Tôi đã nói cả rồi, cô có thể đánh nhau giỏi thế nhưng chơi bóng thì còn chưa biết được ai hơn ai đâu. Bây giờ chắc hẳn cô cũng biết hai người chúng tôi lợi hại như thế nào rồi chứ. Chu Nhược Mai cũng lên tiếng. Hai người bớt nói nhảm đi. Chờ chút nữa đi tôi sẽ cho hai người biết được sự lợi hại của tôi. Bây giờ tỷ số chỉ mới có 3-0, hai người đừng có vui mừng vội. Hà Ngọc Lan thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm phách lối như thế, trong lòng cô ta cũng có chút tức giận. Nếu cô không sợ bị ngược đãi vậy thì nhanh chóng phát bóng đi. Chu Nhược Mai nhặt lấy trái bóng, sau đó ném sang cho Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan lặng lẽ cầm bóng đi lên vị trí chính giữa, sau đó nhanh chóng phát bóng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhanh chóng tiến hành phòng thủ nghiêm ngặt với Hà Ngọc Lan. Mặc dù trong lòng Hà Ngọc Lan đang cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng cô cũng không tính lật ngược tình thế nhanh như thế. Cô ấy muốn chờ tới khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ném vào trái bóng thứ tư rồi sau đó mới tiến hành lật ngược tình thế. Lật ngược tình thế trong tình huống đó thì mới cảm thấy thoải mái được. Hơn nữa, cô ấy cũng chỉ cần để đối phương vào được 4 quả, sau đó cô ấy sẽ lật ngược tình thế thành 5-4. Chỉ có như thế mới được xem là thắng trong gang tấc. Vì thế, sau một hồi chạy sang trái rồi lại chạy sang phải, Hà Ngọc Lan lại cố ý để cho Nguyễn Tú Cẩm có cơ hội chặn đường cướp bóng của mình. Sau đó Hà Ngọc Lan vội vàng đuổi theo kiềm kẹp Nguyễn Tú Cẩm. Nguyễn Tú Cẩm thấy Hà Ngọc Lan đang đuổi theo mình, cô ấy cố ý làm động tác ném bóng vào rổ. Hà Ngọc Lan biết Nguyễn Tú Cẩm đang làm động tác giả, thế nhưng vì để diễn trông như thật, cô ấy cố ý bị mắc lừa, nhanh chóng nhảy lên. Nguyễn Tú Cẩm thấy Hà Ngọc Lan đã bị lừa, nhanh chóng chuyền banh xuống dưới chân Hà Ngọc Lan, nhanh chóng chuyền quả bóng vào rổ. Sau đó, trái bóng đập mạnh xuống sàn nhà, sau đó phóng thẳng tới trước mặt Chu Nhược Mai. Lúc này, Hà Ngọc Lan đã đáp xuống đất, sau đó vội vàng chạy tới đuổi theo Chu Nhược Mai. Bởi vì cô ấy không muốn để người khác thấy mình đang cố tình thả cho đối phương, vì thế cô ấy vẫn giả vờ đuổi theo phòng thủ. Sau khi Chu Nhược Mai nhận được bóng thì nhanh chóng nhảy lên, chuẩn bị ném vào rổ. Khi cô nhìn thấy Hà Ngọc Lan đã nhảy tới trước mặt mình, hơn nữa còn có khuynh hướng muốn áp đảo mình, cô vội vàng chuyền bóng cho Nguyễn Tú Cẩm đứng ở vòng ngoài. Chắc chắn là hai người họ đang trêu đùa Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan thấy Chu Nhược Mai đã chuyền bóng ra vòng ngoài, sau đó cô ấy lại vội vàng xoay người đuổi theo Hà Ngọc Lan, dáng vẻ mệt mỏi đang cố gắng chạy thật nhanh. Nguyễn Tú Cẩm cũng không định truyền lại bóng cho Chu Nhược Mai mà nhanh chóng thực hiện một cú ném xa 3 điểm ở vòng ngoài. Dù sao thì nếu không vào thì vẫn còn có Chu Nhược Mai đứng dưới rổ yểm trợ cho cô ấy. Quả bóng ra nhanh chóng tạo ra một vòng cung tuyệt mỹ ở trên không trung, sau đó nhanh chóng rơi thẳng vào lưới. Cú ném xa 3 điểm đó nhanh chóng rơi vào rổ, cũng không cần tới sự yểm trợ của Chu Nhược Mai. Vì thế ở vòng đầu tiên, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã ném vào rổ mỗi người 2 quả bóng, tỷ số nhanh chóng trở thành 4-0. Tú Hằng, cú ném xa 3 điểm của cậu vẫn luôn chuẩn xác như thế. Chu Nhược Mai thở dài lên tiếng. Cũng tạm thôi, kiếm vẫn chưa mòn, Nguyễn Tú Cẩm nói. Hà Ngọc Vinh, bây giờ tỷ số đã là 4-0 rồi nhé. Lần này, Chu Nhược Mai cũng không muốn ăn mừng với Nguyễn Tú Cẩm, để tránh việc khiến Hà Ngọc Lan chịu đả kích. Tôi biết, Hà Ngọc Lan nói. Cô ấy biết, tiếp theo sẽ đến màn trình diễn của cô ấy. Thế cô còn muốn tiếp tục nữa hay không? Chu Nhược Mai lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không rồi. Lần này tôi sẽ chơi thật nghiêm túc, tôi phải ra tuyệt chiêu của mình thôi. Hà Ngọc Lan nói. Được thôi, mặc dù chúng tôi không muốn khiến cô khó chịu,
thế nhưng chúng tôi sẽ không buông lỏng đâu. Chu Nhược Mai cảm thấy Hà Ngọc Lan đang nói vô cùng nghiêm túc, như thế là vì muốn giữ thể diện cho mình mà thôi. Thế nhưng, cô cũng không muốn tố cáo Hà Ngọc Lan, cái đạo lý tha cho người cần được tha này, cô có thể hiểu được. Nói xong, Chu Nhược Mai nhanh chóng nhặt bóng lên, ném cho Hà Ngọc Lan. Đừng có nói nhảm nhiều như thế, sau đây sẽ đến lúc các người sẽ khóc. Hà Ngọc Lan vừa đi về phía giữa sân, vừa nói. Dư Hân, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Dù sao thì tối hôm qua, Hà Ngọc Lan cũng đã cứu chúng ta không thể trêu đùa cô ấy như thế được. Nguyễn Tú Cẩm nói. Được rồi, chờ một chút nữa khi chúng ta cướp được bóng thì hãy nhanh chóng ném vào nhé, tranh giải chung kết thôi. Chu Nhược Mai nói. Hai người nói nhiều thế làm gì? Đã chuẩn bị xong hết chưa? Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì hãy xem phần trình diễn sắp tới của tôi đi. Hà Ngọc Lan đứng ở vị chính chính giữa, lên tiếng. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, mau bắt đầu đi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đồng thanh lên tiếng, sau đó bảy trận đợi Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan cũng không nói nhảm thêm, nhanh chóng cầm bóng tới trước mặt Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, sau đó nhanh chóng chuyển bóng xuyên qua dưới chân của Chu Nhược Mai. Đồng thời, Hà Ngọc Lan giống như bóng hình của quỷ vậy, chạy xẹt qua người Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cảm thấy sửng sốt mất một lúc. Khi hai cô gái hồi phục lại tinh thần, lúc chuẩn bị đuổi theo Hà Ngọc Lan thì đã thấy Hà Ngọc Lan một tay đỡ bóng, nhảy lên thật cao sau đó xoay vòng 360 độ trên không trung rồi úp một tay xuống rổ. Chương 497 thật quá không ngờ. Thấy cảnh tượng này, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đứng ngây người tại chỗ. Hai cô gái không có cách nào có thể tin nổi, chẳng những Hà Ngọc Lan có thể nhảy cao được như thế mà còn có thể xoay người 360 độ trên không trung sau đó còn làm một cú úp sọt. Động tác hoàn hảo như thế, thật sự không có cách nào có thể hình dung được. Còn Lê Uy Long sau khi nhìn thấy động tác úp sọt đó của Hà Ngọc Lan thì anh nhanh chóng biết được con cọp cái này đã bắt đầu phát huy sức mạnh của mình. Anh biết rõ dưới tình huống không có người phòng thủ, động tác xoay tròn 360 độ trên không này hoàn toàn là một động tác dư thừa. Thế mà Hà Ngọc Lan lại lựa chọn làm như thế, hoàn toàn là muốn khoe khoang mà thôi. Thật ra thì, mới vừa rồi khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không ngừng ra oai, trông vô cùng phách lối, Hà Ngọc Lan đã nhịn hai cô lâu lắm rồi. Cú úp sọt lần này cũng chính là phát tiết hết những sự bực tức chất chứa trong lòng mình. Sau khi Hà Ngọc Lan thực hiện cú úp sọt, cô ấy cũng không nói nhảm gì thêm, nhanh chóng ném bóng cho Chu Nhược Mai, nói tỷ số bây giờ là 1-4, mau chóng phát bóng đi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã bị cú úp sọt vừa rồi của Hà Ngọc Lan làm cho vô cùng kinh ngạc. Hai người họ đều cảm thấy hoảng hồn hoảng vía. Dư Hân, chúng ta không cần sợ cô ta. Chúng ta chỉ cần vào một trái nữa là có thể thắng rồi. Chúng ta phối hợp với nhau một chúng, chọn đúng thời cơ để ra tay hành động, kết thúc trận đấu này. Nguyễn Tú Cẩm lên tiếng. Ừ, Chu Nhược Mai đáp nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi phát bóng. Sau khi Chu Nhược Mai phát bóng cho Nguyễn Tú Cẩm thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chạy tới đứng sẵn dưới rổ. Nguyễn Tú Cẩm đứng ở bên ngoài vận bóng, lúc cô ấy đang chờ Hà Ngọc Lan đến phòng thủ mình, thì nhanh chóng chuyển bóng cho Chu Nhược Mai. Thế nhưng Hà Ngọc Lan không hề chạy tới phòng thủ cô ấy, mà đứng chính giữa cô ấy và Chu Nhược Mai. Nguyễn Tú Cẩm muốn thực hiện một cú ném xa, thế nhưng lúc cô ấy chuẩn bị ra tay thì Hà Ngọc Lan lại đột nhiên nhào tới, Nguyễn Tú Cẩm cũng không còn cách nào khác đành chuyển bóng sang cho Chu Nhược Mai. Bởi vì Chu Nhược Mai đang đứng dưới rổ. Vì thế tỷ lệ chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Quả bóng ra này bay lên thật cao, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu của Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan đột nhiên đứng tại chỗ nhảy cẫng lên, dùng một sức mạnh đáng kinh ngạc nhanh chóng chụp lấy quả bóng ra từ trên không trung. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đứng ngây người tại chỗ. Hai cô không ngờ, Hà Ngọc Lan có thể phản ứng nhanh như thế, lực nhảy lên cũng mạnh như vậy. Đặc biệt là Nguyễn Tú Cẩm. Cô ấy đã dự tính đến việc Hà Ngọc Lan có thể nhảy lên cản bóng vì thế cô ấy đã cố tình thảy lên thật cao về phía bên phải, thế nhưng không ngờ lại bị Hà Ngọc Lan chặn lại. Lực nhảy lên này của Hà Ngọc Lan đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của cô ấy. Lúc này, Hà Ngọc Lan đã dẫn bóng ra phía vòng ngoài. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng chạy lên trước phòng thủ. Hà Ngọc Lan cũng không muốn giả vờ nữa, nhanh chóng lách người sang bên trái. Nhanh chóng vòng qua khỏi người Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm có muốn phòng thủ cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì tốc độ của Hà Ngọc Lan quá nhanh, như một tia xẹt điện,
lúc này đã nhảy ba bước phóng thẳng về phía rổ. Bước cuối cùng, Hà Ngọc Lan vẫn nhảy lên thật sao, nhanh chóng thực hiện một cú úp sọt nữa. Bóng, lại vào rổ lần nữa. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm tựa như hai con gà bị Hà Ngọc Lan đánh vậy, cả người đều trở nên thay đổi. Hai cô gái không ngờ, nếu Hà Ngọc Lan lợi hại như thế thì ban nãy vì sao lại để thua 4-0 chứ? Chẳng lẽ cô ấy chậm nhịp sao, bây giờ mới bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn Lê Uy Long nhìn thấy cú úp sọt đầy mạnh mẽ kia của Hà Ngọc Lan thì cảm thấy vô cùng bất mãn với cô ấy. Cô đối đầu với vợ yêu của tôi mà dám bạo lực như thế, dám khiến cô ấy phải khóc sao? Thế mà còn khoái chí đùa giỡn sao? Lúc này, Hà Ngọc Lan lại ném bóng sang cho Chu Nhược Mai, nói tỷ số bây giờ là 2-4, mau phát bóng đi. Chu Nhược Mai cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng phát bóng cho Nguyễn Tú Hàm, sau đó cô nhanh chóng chạy về phía rổ. Hà Ngọc Lan vẫn đứng ở vị trí chính giữa Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai. Vừa rồi, Nguyễn Tú Cẩm đã chứng kiến được lực nảy đáng kinh ngạc của Hà Ngọc Lan, vì thế lần này cô ấy không dám tùy ý chuyển bóng cho Chu Nhược Mai nữa, để tránh việc bị chặn đường cướp bóng lần nữa. Cô thấy Hà Ngọc Lan đang đứng cách mình tương đối xa, vì thế nhanh chóng quyết định rằng mình sẽ tự mình chạy đến ném bóng vào rổ. Dù sao thì cô ấy ném xa cũng chuẩn như thế, nếu như ném vào thì có thể giải quyết được trận đấu. Còn nếu không vào thì tỷ lệ Chu Nhược Mai có thể đón được bóng là tương đối cao, Chu Nhược Mai có thể thay cô ấy ném bóng vào rổ. Chương 498 thực lực. Thấy thế, Nguyễn Tú Cẩm lập tức thực hiện một cú nhảy xa. Tuy nhiên một cảnh tượng bất ngờ lại xảy ra. Khi Nguyễn Tú Cẩm vừa bắt đầu nhảy, Hà Ngọc Lan đã nhanh chóng lao về phía cô tựa như một cơn gió. Khi quả bóng trong tay cô vừa mới bay ra, Hà Ngọc Lan đã nhảy lên thật cao rồi chắn bóng. Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đều ngạc nhiên và hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi. Hai người đều không ngờ là sức bật của Hà Ngọc Lan lại mạnh mẽ như thế, hai người cách xa như vậy mà cô ấy vẫn có thể lập tức chạy tới chắn bóng. Bóng vẫn chưa ra khỏi biên, sau khi cướp bóng, Hà Ngọc Lan nhanh chóng dẫn bóng trở về, sau đó lại bắt đầu tấn công. Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu phòng thủ. Nhưng mà tốc độ của Hà Ngọc Lan quá nhanh. Trong khi Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai còn chưa kịp đứng vững, cô ấy đã dứt khoát lóe qua bên người Chu Nhược Mai rồi vọt về phía trước. Chu Nhược Mai cũng cảm thấy hơi buồn bực, tại sao mỗi lần Hà Ngọc Lan đều chọn cô làm điểm đột phá vậy? Có phải Hà Ngọc Lan cũng cảm thấy dễ ức hiếp Chu Nhược Mai cô không? Sau khi Hà Ngọc Lan đột phá hàng phòng thủ, cô ấy lại mạnh mẽ úp rổ. Thật ra cô ấy cũng không muốn úp rổ nhiều lần như vậy đâu, nhưng mà cô ấy cũng không còn cách nào khác. Bởi vì cô ấy chỉ có thể dùng một cánh tay, nếu như ném rổ bằng một tay thì độ khó quá lớn, xác suất trúng mục tiêu hạ xuống rất nhiều, chỉ có úp rổ mới có thể chắc chắn 90%. Bóng lại vào rổ một lần nữa mà không hề bất ngờ một chút nào. Tỷ số biến thành 3-4. Tiếp theo, Chu Nhược Mai chỉ có thể tiếp tục chuyền bóng cho Nguyễn Tú Cẩm. Vừa rồi, Nguyễn Tú Cẩm vừa bị Hà Ngọc Lan cướp bóng một lần, cũng bị dẫn bóng qua lưng và úp rổ một lần. Bây giờ trong lòng Nguyễn Tú Cẩm đã bị ám ảnh luôn rồi. Cô ấy đã từng là hậu vệ kiểm soát bóng tốt nhất trong trường quân đội, vậy mà bây giờ sau khi lấy được bóng, cô ấy chỉ có thể mờ mịt không biết làm sao. Cô ấy muốn chuyền bóng cho Chu Nhược Mai, lại sợ bị Hà Ngọc Lan cướp bóng, muốn ních thân lại gần rồi ném rổ nhưng lại sợ bị chặn bóng. Mà Hà Ngọc Lan chỉ tùy tiện đứng trong sân bóng, toàn thân thả lỏng giống như tràn đầy sơ hở, nhưng quá nhiều sơ hở lại chính là không có sơ hở nào. Bởi vì đối phương không biết nên bắt lấy sơ hở nào làm điểm yếu có thể đột phá để tấn công. Hơn nữa sức bộc phát của Hà Ngọc Lan quá mạnh mẽ, tốc độ phản ứng lại quá nhanh, cô ấy hoàn toàn có thể đứng im và sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Chị Ngọc Vinh, chị nhẹ tay một chút được không? Nguyễn Tú Cẩm vừa dẫn bóng vừa nói. Hà Ngọc Lan để lại ám ảnh quá lớn trong lòng cô ấy thật sự hơi sợ Hà Ngọc Lan rồi. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ ngược đã các cô thành chó, mới đó mà đã sợ sao? Hà Ngọc Lan cười nói. Tú Hằng, sao cậu có thể khen ngợi người khác và hạ thấp khí thế của bản thân chứ? Bây giờ chúng ta vẫn dẫn trước một điểm, chúng ta đang chiếm cứ ưu thế, cậu nên bình tĩnh một chút, đừng mất tinh thần chứ. Nhớ năm nó, mỗi lần hai chị em chúng ta song kiếm hợp bích là trăm trận trăm thắng, chúng ta đã từng sợ ai chứ? Chu Nhược Mai nghe thấy Nguyễn Tú Cẩm đinh cầu xin Hà Ngọc Lan nương tay một chút. Cô lập tức cổ vũ để cô ấy lấy lại tinh thần. Được thôi, Nguyễn Tú Cẩm nghe thấy Chu Nhược Mai nói vậy, lòng tin lại lập tức tăng lên.
vì vậy cô ấy quyết định dẫn bóng đột phá qua người Hà Ngọc Lan. Cô ấy dẫn bóng vọt đến trước mặt Hà Ngọc Lan, sau đó bắt đầu sử dụng kỹ thuật dẫn bóng tuyệt vời, thành thạo điêu luyện của mình, hết dẫn bóng qua giữa hai chân, lại đến dẫn bóng qua lưng, dự định liên tục chuyển động để Hà Ngọc Lan hoa cả mắt, sau đó mới chính thức ném bóng. Nhưng mà Nguyễn Tú Cẩm tự cho là kỹ thuật dẫn bóng của mình đã đạt đến đỉnh cao, điêu luyện hơn người, nhưng ở trong mắt Hà Ngọc Lan, động tác của Nguyễn Tú Vinh chỉ là khoa tay múa chân như võ mèo cào, tuy lòe loẹt đẹp mắt nhưng thực tế chỉ có hoa không có quả, không có tác dụng thực tế. Trong khi Nguyễn Tú Cẩm đang cố gắng thể hiện kỹ thuật dẫn bóng của mình, Hà Ngọc Lan lại tự như một con báo săn mồi, đột nhiên vọt lên cướp lấy quả bóng trong tay Nguyễn Tú Cẩm. Sau đó Hà Ngọc Lan chạy ra góc ném 3 điểm rồi lại thật nhanh trở lại và bắt đầu tấn công. Nguyễn Tú Cẩm đã mở mịt sững sờ đứng im tại chỗ. Mà ở Chu Nhược Mai đang đứng dưới rổ cũng ngạc nhiên và hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Lúc này Hà Ngọc Lan đã nhảy 3 bước lấy đà và lao vọt tới dưới rổ rồi. Khi Hà Ngọc Lan đang chuẩn bị úp rổ, Chu Nhược Mai đã kịp phản ứng, vội vàng bật lên thật cao, cố gắng ngăn cản Hà Ngọc Lan úp rổ. Hà Ngọc Lan nhìn thấy Chu Nhược Mai mặc kệ tất cả để ngăn cản mình ghi điểm, bản thân cô ấy cũng lập tức ngạc nhiên và sợ hãi. Nếu như cô ấy tiếp tục tiếp về phía trước và úp rổ, chắc chắn cô ấy sẽ đụng bay Chu Nhược Mai. Nếu như cô ấy đụng bay cô vợ yêu bé bỏng của hộ soái bảo vệ, tình huống này thật sự không tốt rồi. Chương 499 cô liều mạng. Lệ Uy Long thấy tình huống như vậy cũng vô cùng sợ hãi. Chu Nhược Mai liều mạng ngăn cản như vậy thật sự rất nguy hiểm, chẳng khác gì châu chấu đá xe, chắc chắn cô sẽ bị Hà Ngọc Lan đụng bay. Lệ Uy Long đứng xa xa phía ngoài sân bóng, muốn chạy qua cứu Chu Nhược Mai cũng không còn kịp nữa. Nguyễn Tú Cẩm thấy như vậy cũng bị dọa cho xanh mặt, không ngờ Chu Nhược Mai lại liều mạng đến vậy. Nhưng ngay khi Hà Ngọc Lan sắp đụng phải Chu Nhược Mai, cơ thể cô ấy lại xoay một vòng 270 độ, hoàn mỹ tránh khỏi Chu Nhược Mai, sau đó chạy về phía bên trái đến dưới rổ, dùng một tay nâng bóng lên cao rồi úp rổ. Hà Ngọc Lan chẳng những có thể tránh được va chạm mà còn có thể ném bóng trúng rổ. Pha dẫn bóng này quả thật quá khó, nhưng cô ấy vẫn làm được. Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đều sững sờ trước màn biểu diễn tuyệt vời của Hà Ngọc Lan. Lúc này, Hà Ngọc Lan và Chu Nhược Mai đều hạ xuống đất một cách an toàn. Lệ Uy Long và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chu Nhược Mai lại bị Hà Ngọc Lan vượt mặt một lần nữa, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì mỗi một lần dẫn bóng của Hà Ngọc Lan đều nhắm vào cô, chọn cô làm điểm đột phá. Nhưng mà Chu Nhược Mai cũng biết rằng thực lực của Hà Ngọc Lan mạnh hơn mình rất nhiều. Người ta chỉ dùng một tay, hơn nữa còn là một chọi hai mà vẫn có thể thành thạo điêu luyện đến thế. Cắt bóng, ném rổ, xoay tròn giữa không trung gì đó đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là người biết chơi bóng đều có thể nhìn ra thực lực của đối phương, Chu Nhược Mai đã từng là cầu thủ trong đội bóng của trường, tất nhiên cô cũng có thể nhận ra, chẳng qua cô không muốn nhận thua mà thôi. Cô đừng chơi đùa nhẹ nhàng như thế được không? Có thể khiêm tốn một chút đi được không? Chu Nhược Mai nói. Biết sao được, tôi cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng mà năng lực đâu có cho phép. Hà Ngọc Lan tỏ vẻ vô tội nói. Cô đừng có kiêu ngạo quá, bây giờ tỷ số mới là 4 đều, điểm số hai bên như nhau, chưa biết hươu chết vào tay ai. Chu Nhược Mai nói. Vậy thì nhanh giao bóng đi. Hà Ngọc Lan cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn nói chuyện bằng thực lực, như vậy mới có sức thuyết phục nhất. Chu Nhược Mai nhặt bóng lên. Ném sang cho Nguyễn Tú Cẩm rồi nói, Tú Hằng. Cậu phát bóng đi, để tớ đi cản cô ta. Được, Nguyễn Tú Cẩm đã có bóng ma tâm lý, mong bóng cứ ở trong tay Chu Nhược Mai chứ đừng vào tay Hà Ngọc Lan, thế là Nguyễn Tú Cẩm bèn phát bóng cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai lấy được bóng lập tức vượt lên. Hà Ngọc Lan cố ý để Chu Nhược Mai vượt qua mặt mình, sau đó đuổi theo từ phía sau. Chu Nhược Mai vượt mặt Hà Ngọc Lan, trong lòng âm thầm mừng rỡ, lập tức chạy 3 bước ném bóng. Thành bại chỉ còn cách một bước. Nhưng mà khi cô vừa vung tay, Hà Ngọc Lan lập tức nhảy vọt lên từ phía sau, một tay chắn bóng. Rốt cuộc Chu Nhược Mai cũng bị hành hạ đến mức có bóng ma tâm lý, cô thật sự không ngờ là Hà Ngọc Lan có thể đuổi kịp như vậy, hơn nữa còn cướp được bóng. Hà Ngọc Lan cũng không muốn đùa giỡn chơi trò mèo vờn chuột với các cô ấy lập tức chạy đến góc ném bóng 3 điểm sau đó bắt đầu tấn công, Hà Ngọc Lan muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nguyễn Tú Cẩm xông tới phòng thủ, Hà Ngọc Lan dẫn bóng vượt qua, nhanh chóng bỏ xa Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai vội vàng vào phòng ngự phía sau, Hà Ngọc Lan dẫn bóng xoay người một cái,
lại dẫn bóng qua lưng cô. Lúc này Hà Ngọc Lan chỉ còn một mình một cõi, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không thể đuổi kịp được nữa, chỉ có thể cầu mong là cô ấy lỡ tay thất bại. Nhưng mà Hà Ngọc Lan đã tiếp cận gần rổ, sao có thể lỡ tay thất bại được? Cô ấy nhảy bật lên, bám vào rổ rồi úp bóng vào. Bóng vào rồi. Điểm số cuối cùng là 5-4 nghiêng về phía Hà Ngọc Lan, Hà Ngọc Lan hoàn toàn xoay ngược tình hình trận đấu, hoàn thành chiến thắng như hứa hẹn. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã sững sờ ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Các cô bị ăn hành đến mức phải tự nghi ngờ bản thân, dù sao mình cũng đã từng là nhân vật hô mưa gọi gió trong đội bóng rổ trường, vậy mà giờ đây lại không thể chịu nổi một đòn của Hà Ngọc Lan. Hơn nữa chẳng những Hà Ngọc Lan lấy một chọi hai, mà từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay. Nếu để Hà Ngọc Lan dùng cả hai tay, rốt cuộc sẽ còn kinh khủng đến mức nào đây? Lần này Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thua nhưng thật lòng bội phục Hà Ngọc Lan, chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy rất kính nể cô ấy. Chị Ngọc Vinh, xin hãy nhận em làm đồ đệ đi. Nguyễn Tú Cẩm lập tức muốn bái Hà Ngọc Lan làm thầy để học tập bản lĩnh của cô ấy. Chu Nhược Mai thấy Nguyễn Tú Cẩm muốn bái Hà Ngọc Lan làm thầy, khó chịu liếc cô ấy một cái, đúng là không kiên trì chút nào, ai mới là người cùng đội với cô ấy chứ. Mới đó mà đã nhanh chóng đầu quân cho kẻ địch rồi. Tốc độ, sức mạnh, sức bền và độ dẻo dai của cô như vậy thì thôi không học nổi đâu, cô tiếp tục viết sách của cô đi. Tôi chỉ hỏi cô, có phải đánh một trận bóng rổ còn thoải mái hơn ngồi đến quán bar nhiều không? Hà Ngọc Lan hỏi. Đúng vậy, sau này nếu lúc nào không có linh cảm viết sách, tôi sẽ đi chơi bóng rổ, không tới quán bar nữa. Nguyễn Tú Cẩm nói. Như vậy là đúng rồi, dù sao đến quán bar hay chơi thể thao đều nhằm mục đích làm tinh thần thoải mái, chơi bóng rổ một lát là được rồi. Chẳng những có thể vui vẻ mà còn có thể rèn luyện thân thể, cớ gì mà không chơi. Hà Ngọc Lan nói. Lúc này Lệ Uy Long cũng đi vào sân bóng và nói, được rồi. Bây giờ các em cũng biết chiến hữu của anh tài giỏi thế nào rồi chứ. Anh đã bảo rồi, các em không chơi lại Hà Ngọc Lan đâu, dù sao cô ấy cũng sẽ là người giành được thắng lợi cuối cùng mà các em không tin. Đúng là mồm quạ đen, nếu không phải do anh mở miệng đón mò, bọn em sẽ thua sao? Chu Nhược Mai nghe xong lời của Lệ Uy Long, thấy anh chẳng những không an ủi mình mà còn bênh vực Hà Ngọc Lan, cô lập tức nổi giận, đổ hết trách nhiệm thua trận bóng lên cái mồm quạ đen của Lệ Uy Long. Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai tức giận như vậy, lập tức im miệng không dám nói bậy nữa. Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm nói, Lệ Uy Long, tối qua Hà Ngọc Lan nói cô ấy chỉ cần vài phút là có thể đè bẹp anh, có thật vậy không? Lệ Uy Long đứng hình, đương nhiên sẽ không thừa nhận, đùa kiểu gì vậy? Tôi mà bị cô ấy đè bẹp à? Có bị đè bẹp hay không, anh cứ chơi với cô ấy một trận là biết ngay thôi mà. Nguyễn Tú Cẩm nói. Chu Nhược Mai còn đang giận Lệ Uy Long, cũng muốn xem cảnh tượng anh bị Hà Ngọc Lan cho ăn hành nên vội vàng góp lời, đúng rồi. Anh đấu một trận với Ngọc Vinh đi, xem ai hơn ai. Không được, một người đàn ông tốt sẽ không so đấu với phụ nữ, anh không chơi bóng với con gái. Lệ Uy Long quả quyết từ chối. Mình đường đường là một hộ soái bảo vệ mà chơi bóng rổ với một nữ cấp dưới thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu thật sự bị thua thì chẳng phải rất mất mặt sao. Anh cần phải chơi với cô ấy một trận, em muốn thấy dáng vẻ anh bị cô ấy đè bẹp. Chu Nhược Mai nói như ra lệnh. Bởi vì Lệ Uy Long chọc giận cô, Hà Ngọc Lan lại quá hung hăng kiêu ngạo, cho nên dù ai thắng ai, cô đều sẽ rất hả giận, cho nên cô nhất định phải giật dây cho Lệ Uy Long đấu với Hà Ngọc Lan, hai hổ đấu nhau. Không biết chiến thắng sẽ về tay ai đây? Chương 500 ai bảo anh chọc giận em? Lệ Uy Long nghe thấy Chu Nhược Mai nói muốn nhìn mình bị đè bẹp, lập tức không còn gì để nói, em muốn thấy anh bị người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy à? Đúng vậy, ai bảo anh chọc giận em? Chu Nhược Mai nói. Em không có cơ hội thấy anh bị thua đâu, bởi vì từ đầu đến cuối, chút kỹ năng màu mè loè loẹt của Hà Ngọc Lan chỉ để đẹp mắt chứ không thể nào so sánh với anh được. Lệ Uy Long nói. Em không tin, sức bật của Ngọc Vinh tốt như vậy, tốc độ phản ứng lại hết sức nhanh chóng, em không tin là cô ấy không thắng được anh. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long hơi khó xử bởi vì trước đây anh đã sớm thi đấu với Hà Ngọc Lan, thực lực của hai người ngang nhau. Đúng là anh hơi sợ cô ấy, bởi vì anh cũng đã từng bị cô ấy cho ăn hành không ít lần. Mà lúc này Hà Ngọc Lan mở miệng lên tiếng, các cô đừng khuyên anh ta nữa, anh ta không dám đấu với tôi vì sợ thua đấy. Hà Ngọc Lan, cô nói bậy gì đó? Tôi mà sợ cô à? Lệ Uy Long tức giận. Nếu anh không sợ thua,
vậy thì anh chơi một trận với cô ấy đi, nói nhảm nhiều thế để làm gì chứ? Chu Nhược Mai nói. Được thôi, chơi thì chơi, ai sợ ai nào. Vừa rồi Lê Uy Long đứng xem ba người các cô chơi bóng cũng cảm thấy hơi ngứa tay, bây giờ lại nhìn thấy Chu Nhược Mai không ngừng giật dây, Hà Ngọc Lan lại dùng phép khích tướng, anh quyết định phải dạy dỗ Hà Ngọc Lan một chút. Dù sao đã nhiều năm rồi anh chưa chơi bóng rổ với Hà Ngọc Lan, bây giờ chưa chắc sẽ thua dưới tay cô ấy. Được thôi, vậy vẫn quy tắc cũ, chơi 5 điểm quyết định thắng thua. Hà Ngọc Lan vui vẻ nói. Cô ấy đã sớm muốn so tài với Lê Uy Long từ lâu rồi, bây giờ kỹ thuật dẫn bóng của cô ấy đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa Hà Ngọc Lan đã sớm muốn đấu võ với Lê Uy Long, dù chơi bóng không phải đánh nhau, nhưng cũng là một cách để kiểm tra thực lực cá nhân. Nếu như đánh bóng thắng cũng chẳng khác nào đánh võ thắng. Không có vấn đề gì, nhưng mà tôi nói trước, thua thì đừng đổ lỗi cho tôi to do tôi ỷ mạnh hiếp yếu, dùng khỏe đấu mệt nhé. Anh cứ yên tâm đi. Không có chuyện đó đâu, vừa rồi chơi đùa với mấy cô ấy, tôi chỉ sử dụng 20% sức lực, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vận động cho nóng người mà thôi, còn chưa chân chính dùng hết sức. Hà Ngọc Lan nói, vậy bắt đầu thôi, ưu tiên cho phái nữ trước, cô giao bóng đi. Lê Uy Long nói, anh có muốn làm nóng người trước không? Hà Ngọc Lan nói, làm nóng người gì chứ? Tôi không giống mấy cô, trước khi đánh bóng phải nhảy như ngựa. Lê Uy Long nói. Lời này của Lê Uy Long có vẻ rất gợi đòn, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nghe xong, lập tức quyết định hò hét cổ vũ Hà Ngọc Lan, không giúp Lê Uy Long nữa. Đi thôi, đợi lát nữa anh thua thì cũng đừng đổ cho tôi không nói anh làm nóng người là được rồi. Hà Ngọc Lan nói, cô cứ yên tâm đi, tôi không phải loại người thua không chấp nhận là lỗi do mình mà phải lấy cớ. Lê Uy Long nói, được thôi, Hà Ngọc Lan không muốn nhiều lời, ôm bóng dẫn vào trong vòng sân. Lê Uy Long lập tức vào thế phòng thủ. Cuối cùng trận đấu giữa hai cao thủ đã chính thức bắt đầu. Hà Ngọc Lan dẫn bóng, Lê Uy Long phòng thủ chặt chẽ. Lần này Hà Ngọc Lan không chơi một tay như lúc đấu với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nữa, bây giờ cô ấy đã phải dùng cả hai tay cắt bóng dẫn bóng. Tay trái tay phải cô không ngừng đổi bóng thật nhanh, trái phải qua lại, tiết tấu thay đổi vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng khi đối mặt với lớp phòng ngự của Lê Uy Long, cô ấy không còn dễ dàng phá vỡ như trước nữa. Lê Uy Long liên tục di chuyển bước chân, Hà Ngọc Lan vào tới bên nào, anh đều có thể theo sát như hình với bóng. Người nào từng chơi bóng rổ đều biết, hai cao thủ có thực lực ngang mà thi đấu một chọi một đều rất tốn sức, vô cùng mệt mỏi. Bởi vì tất cả đều phải dựa vào bản thân, không có đồng đội để chuyền bóng, không có đồng đội phối hợp, rất dễ bị khóa chết. Hà Ngọc Lan không thể phá vỡ được lớp phòng thủ của Lê Uy Long. Trong đầu bỗng nảy ra một kế, đột nhiên cô lùi về sau, chạy ra ngoài khu vực 3 điểm sau đó nhảy lên ném bóng. Lê Uy Long nhào tới thì đã muộn. Bóng trên không trung bay lượn thành một vòng cung đẹp mắt, bay thẳng vào trong rổ. Vèo, quả bóng ra rỗng ruột vào lưới. Wow, Ngọc Vinh giỏi quá. Ngọc Vinh cố lên, hành anh ta như hành chó đi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm vui đến mức khoa tay múa chân. Lê Uy Long đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lại đi giúp người đã từng là đối thủ của các cô mà không chịu giúp mình. Đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Lan thể hiện năng lực vượt xa Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Trận đấu trước đó giữa cô ấy với họ, cô ấy chỉ có thể dùng một tay cho nên mới phải lại gần rồi úp rổ để tăng độ chính xác. Lần này cô ấy có thể linh hoạt sử dụng hai tay, hoàn toàn có thể ném bóng từ xa. Bây giờ... rốt cuộc Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa thực lực của hai người các cô với Hà Ngọc Lan và khả năng thật sự của cô ấy. Tỷ số là 1-0, đến lượt anh nhận bóng kìa, anh còn sững sờ ở đó làm gì? Hà Ngọc Lan hô lên với Lê Uy Long đang đứng ngơ ngác như trời trồng giữa sân bóng. Có vẻ anh vô cùng ngạc nhiên trước năng lực của cô ấy nên chưa kịp phản ứng. Lê Uy Long đành phải yên lặng ôm bóng vào sân. Sau đó, Lê Uy Long giao bóng cho Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan lại trả bóng cho Lê Uy Long. Vòng đọ sức thứ hai chính thức bắt đầu. Lê Uy Long dẫn bóng tấn công, Hà Ngọc Lan cũng phòng ngự nghiêm ngặt. Bước chân của cô di chuyển rất nhanh, theo sát Lê Uy Long như hình với bóng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 500.